Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3801, Tê Linh Nhi chiến thắng. Nếu ngươi gian lận, vậy ta cũng không có gì phải xấu hổ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như đối phương gò bó theo khuôn phép, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, thắng chính là thắng, thua chính là thua, dám đánh cược thì phải công bằng. Dù bởi vậy bỏ lỡ sự tình của mình, cũng sẽ không phá hoại quy tắc. Đây là thước đo trong lòng. Nhưng tên này ngay từ đầu liền đồng ý đổ xấu, bọn họ khẳng định cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trước đó khả năng hết cách rồi, nhìn thấy cổ trùng dẫn đường tìm kiếm Đại Chu Thiên, trong lòng đã có kế hoạch. Tuy nàng dùng Mỹ Dung Đan đã có một đoạn thời gian, nhưng thiên đạo chân khí không có dễ dàng hóa giải như vậy, ta hẳn là còn có thể. Khống chế. Tinh thần tập trung, chậm rãi lan vào trong cơ thể đối phương, quả nhiên cảm nhận được một đạo chân khí nhỏ bé, kèm theo những lực lượng khác ở trong cơ thể chảy xuôi. Lúc ở Dạ Minh Thành, Tề Linh Nhi từng dùng qua một viên Mỹ Dung Đan, chân khí của mình ở lại trong người nàng, lúc ấy cũng là vì an toàn cân nhắc, lưu lại hậu chiêu, tuy qua mấy ngày, nhưng còn có thể tùy ý trưởng khống. Có thứ này, hiệu quả khẳng định mạnh mẽ hơn cổ trùng nhiều, mấu chốt nhất là, lặng yên không một tiếng động, ai cũng không phát hiện được. Hô hô! Dưới khống chế của hắn, thiên đạo chân khí chậm chạp lan ra, thời gian nháy mắt, dựa theo quỹ tích đặc thù bơi một vòng, nơi đến, chỗ. Trước đó tắc nghẽn giam cầm nhao nhao phá giải. Tề Linh Nhi vốn vẻ mặt mê hoặc, cảm giác nhất định thua không thể. Nghi ngờ, trong nháy mắt dung hội quán thông, con mắt trong chốc lát thả ra tinh quang. Tuy không rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng nàng biết. Bộ võ kỹ một mực không cách nào giải quyết kia, lúc này. Phá! Không chỉ như vậy, còn chữa trị thiếu hụt trong đó, trở nên càng thêm cường đại, mạnh mẽ. Xì xì xì! Thần lực ở trong người xoay tròn hai vòng, lý giải võ kỹ đã đạt đến đại thành, tràn đầy hưng phấn, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, vẫn tràn đầy lo lắng. Nàng giấu giếm được Tề Vi Nhi, nhưng muốn giấu giếm thần vương khả năng không lớn, Tề gia chủ thấy nữ hài nguyên bản nghĩ mãi không ra, nháy mắt dung hội quán thông, hơi hơi kinh ngạc. Bộ võ kỹ này của hắn, mặc dù có sai lầm, muốn luyện thành cần ngộ. Tính cực lớn, nhưng nháy mắt liền muốn tu luyện tới đại thành, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Đoán chừng chỉ là lĩnh ngộ, khoảng luyện thành còn cách một đoạn. Trong lòng suy đoán. Nhìn về phía nhang lớn cách đó không xa, cười nhạt một tiếng. Thời gian đến. Tề Linh Nhi và Tề Vi Nhi đồng thời đứng dậy. Bắt đầu đi. Nhìn thấy đối phương đầu đầy mồ hôi, khóe miệng Tề Vi Nhi nâng lên, mang theo hưng phấn. Trước đó chèn ép nhiều lần, nhưng dính dáng mặt mũi gia tộc, hiệu quả. Không phải rất lớn. Hiện tại ở trước mặt mọi người tổn hại mặt mũi gia chủ, dù hai bên đều không có thừa nhận đánh cược. Nhưng chỉ cần thắng, trừng phạt đối phương khẳng định không thấp. Một mặt để cho mình cân bằng, thứ hai cũng muốn lập uy. Nếu không, người người đều coi thường quy định của gia tộc, phái đi ra có thể tùy ý trở về, gia tộc lớn như vậy, lại làm sao quản lý. Bộ võ kỹ này, quá mức phức tạp, một canh giờ, rất khó có thành quả, không bằng gia chủ lại cho nửa canh giờ, để ta hảo hảo củng cố. Vẻ mặt Tề Linh Nhi lúc đỏ lúc trắng. Cắn răng nói. Muốn cho cá cắn câu, tự nhiên phải thả mồi nhử. Trước đó gia chủ quy định nửa canh giờ, nào có thể lật lọng. Bắt đầu đi, đừng dây dưa dài dòng. Tề Vi Nhi cười lạnh. Nàng còn tưởng rằng đối phương sợ. Thấy nữ hài này ngay cả kế nông cạn như vậy cũng cắn câu, Tề gia chủ. Thầm than thở. Trước đó bởi vì Tề Dược, cảm thấy Tề Vi Nhi là một nhân tài, về sau có lẽ có thể có tác dụng lớn. Không nghĩ tới không chịu nổi như thế. Phương pháp đơn giản như vậy cũng có thể lừa, ngu xuẩn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể rõ ràng, mọi người khẳng định biết thiên phú của Tề Linh Nhi, nàng ở Nguyệt Thanh chỉ đợi nửa canh giờ cũng không thể lĩnh ngộ, đối phương có thể lĩnh ngộ mới thật gọi quái sự. Bởi vì có loại tự tin này, mới nguyện ý đánh cược. Bắt đầu đi, Tề gia chủ thản nhiên nói. Tề Linh Nhi giả bộ như bất đắc dĩ. Nhìn về phía trung niên trước mắt. Còn xin gia chủ kiểm tra tu vi. Tề Vi Nhi đồng dạng đi vào trước mặt. Rất nhanh, tu vi hai người liền hoàn toàn tương đồng,
thậm chí chân lực trong cơ thể cũng khống chế không kém chút nào. Vù vù. Làm xong những thứ này, Tề Vi Nhi tràn đầy vui vẻ, thân thể mềm mại vụt qua, vào tới trước mặt, cổ tay tung bay, trưởng lực như mưa trượt xuống. Không tệ. Nhìn một màn này ở trong mắt, Tề gia chủ âm thầm gật đầu. Nữ hài trước mắt này, không chỉ lĩnh ngộ bộ võ kỹ khó mà luyện thành kia, nhảy ra trói buộc không tin sách, còn sửa đổi uy lực phi phàm, dù kém hắn tu luyện một đoạn dài, nhưng loại tuổi tác này đã có thành tựu như vậy, đủ để chứng minh thiên phú. Âm thầm gật đầu, nhìn về phía võ kỹ Tề Linh Nhi lĩnh ngộ. Lông mày bỗng nhiên nhảy dựng, khóe miệng co giật. Cái này, khiếp sợ nói không ra lời. Dù nữ hài công kích còn không có triệt để hình thành, nhưng thần lực trong cơ thể đã bắt đầu vận chuyển. Người bình thường khả năng nhìn không ra phương hướng cùng lực lượng chảy qua, nhưng hắn thân là cường giả thần vương, liếc mắt liền hiểu được. Sau khi đối phương thay đổi võ kỹ, còn cường đại hơn bản thân hắn sửa đổi không biết bao nhiêu lần. Dùng phương pháp đơn giản nhất, vậy mà để một công pháp nhị lưu nhảy lên đến tuyệt thế bí tịch ngay cả hắn cũng khó mà xem hiểu. Làm sao làm được? Khiếp sợ còn chưa hết, không khí đùng một tiếng, giống như roi quất vang lên. Tề Vi Nhi vốn tự tin khuôn mặt đỏ lên, bị nữ hài trước mắt quất bạt tai, thân thể mềm mại lắc lư hai vòng, té ngã trên đất. Người thua. Một chiêu miểu sát, Tề Linh Nhi không tấn công nữa, hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Một mực bị đối phương chèn ép, ngày hôm nay xem như ra một hơi. Ngươi. Tề Vi Nhi triệt để bối rối. Ca ca lĩnh ngộ võ kỹ, đối phó gia hỏa này, vốn nghĩ dễ như trở bàn tay. Nằm mơ cũng không ngờ tới, một chiêu cũng không kiên trì liền bị đánh ngã sấp mặt. Nàng không phải không lĩnh ngộ, không hiểu ý tứ của bộ võ kỹ này sao? Làm sao lại mạnh như vậy? Không chỉ nàng như vậy, Tề Dược cũng nhíu mày. Thân là thiên tài tuyệt thế, tự nhiên có thể thấy được một cái tát kia của Tề Linh Nhi đáng sợ. Này quả thực là võ kỹ của gia chủ, nhưng làm sao đổi thành như vậy? Loại pháp quyết trình độ này, xem như gia chủ tự thân ra tay, cũng thay đổi không được như vậy. Trừ khi, lão tổ. Chẳng lẽ lão tổ thấy tộc nhân chúng ta tranh đấu, có chút mất hứng, âm thầm xuất thủ. Trong lòng hắn lạnh ngắt. Có thể để cho một vị cường giả thần vương cũng không thể phát giác, sửa đổi ngay cả hắn cũng không bằng, chỉ có một khả năng, người mạnh hơn hoặc hiểu đối công pháp nhiều hơn xuất thủ. Mà toàn bộ Tề gia, có thể làm được, chỉ có lão tổ Tề Mãnh. Bên này khiếp sợ, Tề Vi Nhi cuối cùng tĩnh lại, vẻ mặt trắng bệch, đột nhiên gào lên một tiếng. Ngươi dùng không phải bộ võ kỹ này, ta muốn giết ngươi. Nói còn chưa dứt lời, liền muốn xông tới động thủ. Bị một người kém xa mình, ở trước mặt tát bạt tai, thực sự quá mất mặt. Còn ngại không đủ mất mặt. Tề Dược kéo muội muội lại, hét lớn. Gia chủ tự mình ra đề mục, thua thì thua, thật muốn tiếp tục nữa. Mất mặt chỉ có bản thân. Ca ca, ta và nàng ở chung nhiều năm như vậy, lấy thiên phú của nàng tuyệt đối không có khả năng lĩnh ngộ bộ võ kỹ này, hơn nữa sửa thành như vậy. Ta không tin. Tề Vi Nhi cắn răng sắp nát. Người khác chưa quen thuộc cô gái trước mắt này, nhưng nàng một mực xem đối phương là người cạnh tranh, làm sao không rõ ràng. Tư chất bình thường, tuy có một ít thông minh, nhưng ở trước thiên phú tuyệt đối, cái gì cũng không tính. Huống chi nàng tu luyện là bí pháp ca ca thay đổi. Người thua. Tề gia chủ lắc đầu, không tiếp tục để ý đối phương, mà nhìn về phía Tề. Linh Nhi, trong ánh mắt tràn ngập tò mò. Công pháp người lĩnh ngộ, thi triển một lần cho ta xem một chút. Vâng. Tề Linh Nhi gật đầu, lật bàn tay một cái. Hô hô hô. Một bộ võ kỹ được thi triển ra, bốn phía khuấy động ra cuồng phong, kinh lực bị áp xúc. Không khí khuấy động lên âm bạo. Diệu, 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 lại còn có thể như vậy. Con mắt của Tề gia chủ không ngừng lóe lên, dường như ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng. Sáng chế một bộ công pháp, không phải đơn giản chỉ là có cảm ngộ, mà là không ngừng cân nhắc, sợ xuất hiện sai lầm. Giống như cổ nhân làm thơ, một chữ đơn giản, liền có khả năng nắm giữ. Ảnh hưởng cực lớn. Nhìn nữ tử trước mắt thi triển ra võ kỹ, mỗi một chiêu đều hoàn mỹ. Không tì vết, thậm chí một chút thiếu hụt cũng không có, Tề gia chủ. Hưng phấn đến vẻ mặt đỏ lên.
nhìn loại vũ kỹ này, đối với tu vi của hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Cái này, thật là bản thân ngươi lĩnh ngộ. Hắn nhìn không được hỏi. Lúc nào Tề Linh Nhi có loại thiên phú này? Chính mình cũng không biết. Loại năng lực này, cho dù ở Nguyệt Thanh chỉ có thể đợi một phút, về sau thành tựu cũng không thua Tề Dược, thậm chí còn lợi hại hơn, nắm giữ phong thái thần vương chân chính. Vâng. Tề Linh Nhi chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu. Dù không rõ vì sao đột nhiên đột phá, nhưng đã đoán ra liên quan đến Trương Thiếu ở cách đó không xa, chỉ là đối phương làm người khiêm tốn, không muốn hiển lộ, bản thân đành phải thừa nhận. Rất tốt. Tề gia chủ khẽ mỉm cười. Tề Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, không để ý tới vui sướng, nhìn về phía Tề Vi Nhi. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta không lời nào để nói. Tề Vi Nhi nghiến răng. Bị ca ca kéo, nàng cũng coi như tỉnh lại. Ngay cả gia chủ cũng khen không dứt miệng, lại có loại chiến lược này, Tề Linh Nhi quả thực đã vượt qua nàng, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Gia chủ, vừa mới nàng từng bước bức bách, ngươi cũng thấy được, nếu ta thắng, vấn đề cá cược. Tề Linh Nhi nhìn qua. Được rồi, cái gọi là cá cược chỉ là vui đùa, không cần coi như thật. Tề gia chủ khoát tay áo, không nói thêm lời. Phái ngươi tới Dạ Minh Thành, những năm này xác thực ủy khuất, từ hôm nay trở đi, không cần trở về, kinh doanh Thanh Nguyệt Thương Hội của gia tộc đi. Sắc mặt Tề Vi Nhi trắng nhợt. Thanh Nguyệt Thương Hội, là sản nghiệp của gia tộc ở trong Hoàng Thành, quy mô cực lớn, trước đó vẫn luôn do nàng trưởng khống, trực tiếp cho đối phương, tương đương với tước đoạt quyền lợi của mình. Mặc dù không có dựa theo cá cược trước đó xử phạt, lại tương đương tước đoạt quyền lợi của nàng, đưa cho đối phương. Vốn cho rằng có ca ca trợ giúp, nhất định có thể thắng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, sẽ xuất hiện loại kết quả này, thật đúng là. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Ném mặt mình xuống đất để cho người ta dẫm lên. Hết chương 3801. Chương 3802. Thuốc thần kỳ. Đa tạ gia chủ. Tề Linh Nhi khom người. Không cần đi Dạ Minh Thành, cho mình Thanh Nguyệt Thương Hội, hai người giao chiến nhiều năm như vậy, mình đã chiếm thượng phong, chắc hẳn chuyện này truyền đi, người trong tộc đều sẽ rõ ràng hướng gió, không cần tiếp tục bị bắt nạt. Tề gia chủ nhìn qua, con mắt nhìn về phía Trương Huyền. Vị này là, có thể đưa người vào gia tộc, nhất định có quan hệ không tầm thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mấu chốt là, tùy vị trước mắt này tuổi tác không lớn, lại cực kỳ trầm ổn, cho dù đối mặt mình cũng không có bất kỳ sợ hãi, đừng nói thế hệ trẻ. Tuổi, cho dù là thiên thần thượng phẩm, không ít cũng khó mà làm được. Tại hạ Trương Huyền, là tùy tùng của Linh Nhi tiểu thư, may mắn có thể tận mắt diện kiến thần vương đại nhân. Tề Linh Nhi vẫn chưa trả lời, Trương Huyền tiến về phía trước một bước nói. Nhìn kỹ thanh niên, thấy ánh mắt hắn thản nhiên, không có sợ hãi chút nào, Tề gia chủ mới gật đầu nói. Tùy tùng này không tệ, ngươi có thể lĩnh ngộ bộ võ kỹ này thành như. Vậy, chứng minh thiên phú quả thực tăng lên không ít, nếu còn có cơ. Hội, không bằng đi Nguyệt Thanh Trì, nhìn xem đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Đa tạ gia chủ tác thành. Tề Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta có thể cùng đi nhìn một chút không? Tề Dược một mực không lên tiếng mở miệng. Tâm tình Tề gia chủ không tệ, nên gật đầu. Dựa theo mộ tính vừa mới tu luyện võ kỹ, Tề Linh Nhi quả thực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thật có thể ngang hàng Tề Dược, gia tộc bọn họ vô cùng có khả năng nhiều hơn một thần vương. Nếu thực như thế, Tề gia sẽ vĩnh cửu sừng sững ở U Hồn Thiên, không có thế lực nào có thể chống lại. Nguyệt Thanh chỉ cách đại điện không xa, tựa như kính vây quanh ở. Giữa một đỉnh núi, còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy linh khí nồng nặc không ngừng nhảy lên, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá tan không trung lao ra. Theo ở phía sau, Trương Huyền không nói một lời, lặng lẽ quan sát. Toàn bộ núi lớn ẩn chứa trận pháp, bao phủ phủ đệ ở bên trong, mà Nguyệt Thanh chỉ thì ở ngay vị trí trung tâm nhất của trận pháp. Không chỉ nắm giữ linh khí nồng nặc, còn câu thông dung nham trong dãy núi cùng lôi đình trên bầu trời, để nó ẩn chứa ba loại lực lượng, thủy, lôi, hỏa. Còn có thú huyết mạnh mẽ. Đơn thuần ba loại lực lượng thủy, lôi, hỏa, còn chưa đủ rèn luyện thân thể,
càng quan trọng hơn là trong đó còn ẩn chứa không biết bao nhiêu loại tinh huyết thần thú. Tuy số lượng không phải rất lớn, nhưng không chịu nổi chủng loại phong phú, mấy trăm loại tinh huyết thần thú đắm chìm trong đó, làm cho lực lượng cả ao nước nóng này không gì sánh được, thiên thần khí tiến vào bên trong, khả năng cũng sẽ phút chốc hòa tan, không kiên trì được bao lâu. Khó trách thế lực khác không cách nào làm ra địa phương tương đồng, không nói trận pháp, chỉ nói những huyết dịch thần thú kia, liền không cách nào tìm được. Căn cứ thư tịch hắn nhìn thấy, sau khi linh khí thần giới suy yếu, thì náo động một đoạn thời gian, không ít thần thú hy hữu đều đã diệt tuyệt. Cho dù thời khắc này bản thân biết phối phương trong ao, chỉ sợ cũng không có cách nào làm ra một tồn tại giống nhau như đúc. Chỉ có thể tìm cơ hội tiến vào bên trong. Trong lòng Trương Huyền than thở. Tuy không muốn mượn dùng của người khác, nhưng bây giờ việc cấp bách, vẫn là mau chóng tăng thực lực lên, thực sự không được, chờ tu vi càng ngày càng cao, hảo hảo báo đáp đối phương một chút. Bắt đầu đi. Không quản Trương Huyền theo ở phía sau không nhúc nhích, Tề gia chủ nói. Tề Linh Nhi gật đầu. Gia chủ chờ một lát, ta còn có chút việc muốn bàn giao hắn một tiếng, mới có thể đi vào. Nói xong nàng đi vào trước mặt Trương Huyền. Trương thiếu, nên làm cái gì? Trong ánh mắt tràn đầy sốt ruột. Trước đó nói là muốn đi vào Nguyệt Thanh Trì, nhưng không nghĩ tới gia chủ cũng sẽ đích thân đi theo. Triệt để làm rối loạn tiết tấu. Ăn viên đan dược này, sau đó đi vào là được. Trương Huyền đưa tới một viên thần nguyên đan trung phẩm. Tề Linh Nhi nghi hoặc, cuối cùng không hỏi nhiều, há miệng nuốt đan dược xuống. Cảm giác thân thể không có biến hóa chút nào, đang muốn hỏi thăm, chỉ. Thấy thanh niên lần nữa mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, biết không cách nào hỏi tiếp, cắn răng một cái, nhảy vào trong ao. Xì 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 xì. Vừa tiến vào ao nước, lực lượng cuồng bạo trong đó trong nháy mắt dâng lên. Lực lượng trong cơ thể Tề Linh Nhi xoay chuyển, lực lượng huyết mạch tinh thuần ẩn chứa ở trong máu khuấy động ra, ở bên ngoài thân tạo thành một tầng màng bảo hộ. Thấy thứ này, lực lượng cuồng bạo an tĩnh lại, không giống như trước đó nóng nảy như vậy. Quả nhiên cần lực lượng huyết mạch. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Trước đó cảm thấy thiên thần khí tiến vào bên trong cũng không kiên trì nổi, tu luyện giả tu vi chưa tới thiên thần làm sao kiên trì được, nguyên lai dựa vào là lực lượng huyết mạch. Ở gia tộc, huyết mạch càng tinh khiết, thiên phú càng cao, trái lại cũng thế, cho nên nơi này không chỉ có thể rèn luyện thân thể, còn có thể kiểm tra thiên phú. Bên này hắn lặng lẽ quan sát, Tề Linh Nhi đi vào trong nước hồ thì tràn đầy lo lắng. Lực lượng cuồng bạo rơi vào trên người, lực lượng huyết mạch bên ngoài thân không ngừng bị tiêu hao, giống như lần trước, một phút đi qua, lần nữa cảm nhận được lực bất tòng tâm. Vốn cho rằng sắp không kiên trì được nữa, đột nhiên cảm thấy trong đan điền có một cỗ lực lượng mới dâng lên, viên đan dược vừa mới ăn kia không ngừng thả ra linh khí tinh thuần. Ở dưới loại linh khí này gia trì, vậy mà có thể chống lại lực lượng cuồng bạo kia. Cỗ lực lượng này, là lực lượng mới vừa rồi giúp ta lĩnh ngộ võ kỹ. Cảm nhận được trong dược liệu tỏa ra linh khí, cùng trước đó giúp nàng đột phá giống nhau như đúc, Tề Linh Nhi bừng tỉnh hiểu ra. Bây giờ mới hiểu được, đáp ứng vị trước mắt này trở lại hoàng thành là một việc chính xác cỡ nào. Không trở lại, tương đương với triệt để bị gia tộc vứt bỏ, một khi Tề sự thật đột phá đến thần vương, chi nhánh bọn họ sẽ bị chèn ép nghiêm trọng hơn, có thể sống sót hay không cũng khó nói. Mà bây giờ, không chỉ có thể quang minh chính đại ở hoàng thành, càng cướp thương hội của đối thủ tới, xem như chân chính có vốn liếng dựa vào. Tất cả, đều là đối phương ban tặng. Thiên phú của nàng thật tăng lên. Nhìn thấy một phút đi qua, Tề Linh Nhi ở trong nước hồ vẻ mặt không thay đổi, Tề Vi Nhi cắn chặt răng ngà. Còn tưởng đối phương nói thiên phú tăng thêm chỉ là chuyện cười, bản thân rêu rao để người chú ý, nằm mơ cũng không có nghĩ đến lại là thật. Nửa canh giờ sau, vẫn ở bên trong, một canh giờ sau, lại còn ở bên trong, không có ý tứ đi ra chút nào. Giờ phút này, không chỉ sắc mặt nàng thay đổi, ngay cả vẻ mặt của Tề Dược cũng ngưng trọng lên. Độ tinh thuần huyết mạch, là từ lúc vừa ra đời liền xác định, đối phương vốn chỉ có thể kiên trì một phút. Bây giờ lại vượt qua một canh giờ, chênh lệch thực sự quá lớn. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy năm không thấy, lực lượng huyết mạch tăng lên gấp bội, so với bản thân cũng không hề yếu.
Nếu thực như thế, áp lực thật sự rất lớn. Ầm ầm. Đang khó tin, chỉ thấy nữ hài trong ao cơ thể nổ vang, đột phá thần linh thượng phẩm, đạt đến thiên thần hạ phẩm. Tu vi của nàng đã sớm đạt đến điểm giới hạn, một mực tìm không thấy bước ngoặt đột phá thích hợp, Nguyệt Thanh chỉ linh khí nồng đậm, lại ẩn chứa đại lượng tinh huyết thần thú, thân thể tiến bộ, đồng thời lực lượng chân khí cũng thăng cấp cực lớn. Vù vù. Nàng từ trong ao đi ra. Nếu như không đột phá, lực lượng trong viên thần nguyên đan trung phẩm kia còn có thể để nàng kiên trì một đoạn thời gian, nhưng tu vi đột phá thiên thần cảnh, tốc độ tiêu hao linh khí biến nhanh, nên không kiên trì được bao lâu. Dù vậy, vẫn vượt qua nửa canh giờ, ở trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Tề gia, trừ Tề Dược, xem như đệ nhất nhân. Ngươi đến cùng đã trải qua chuyện gì, để lực lượng huyết mạch tăng cường nhiều như vậy? Thấy nàng lên bờ, Tề gia chủ tràn đầy tò mò hỏi. Đối với đệ tử gia tộc mà nói, tăng thêm lực lượng huyết mạch, chẳng khác nào tăng thêm số lượng cao thủ, tuyệt đối có thể để cho vô số người điên cuồng. Một khi có thể đại lượng hoàn thành, Tề gia bọn họ sẽ càng ngày càng mạnh, đừng nói U Hồn Thiên, toàn bộ thần giới, cũng sẽ không tiếp tục sợ hãi. Bẩm báo gia chủ, ta không có trải qua đặc thù gì, chỉ dùng Mỹ Dung Đan. Chần chờ một chút, Tề Linh Nhi nói. Mỹ Dung Đan. Tề gia chủ cau mày. Thân là cường giả thần vương, loại đan dược giống như trò đùa trẻ con này, đã không tiến vào được pháp nhãn. Là một loại đan dược cực kỳ lợi hại, dùng có thể trừ vết sẹo, làn da trở nên càng thêm non mịn, dung mạo biến đổi lớn. Mới đầu ta cảm thấy chỉ có thể làm đẹp, không nghĩ tới sau khi phục dụng, còn thay đổi thể chất. Tu luyện cũng nhanh hơn trước kia, cho nên mới phát giác được thiên phú khả năng tăng thêm, lần nữa trở lại hoàng thành. Tề Linh Nhi nói, còn có loại đan dược này. Không chỉ có thể làm đẹp, còn có thể thay đổi thể chất một người. Tề Dược và Tề Vi Nhi đồng thời sửng sốt. Đặc biệt là người sau, trong mắt tràn đầy đố kỵ. Trước đó nhìn thấy Tề Linh Nhi, nàng liền phát hiện ra của đối phương chẳng những biến tốt. Dung mạo thoạt nhìn cũng giống như trẻ lại không ít, còn tưởng dùng bảo vật kéo dài tuổi thọ gì, không nghĩ tới là Mỹ Dung Đan. Chần chờ một chút, Tề gia chủ nhìn qua. Trên người ngươi còn loại đan dược này không? Có. Tề Linh Nhi lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Chính là trước đó ở Dạ Minh Thành cất kỹ. Lấy ra Mỹ Dung Đan, Tề gia chủ nhìn qua, lông mày càng nhăn càng chặt. Đan dược này bất luận nhìn thế nào, đều giống như thần nguyên đan phổ thông. Có thể làm đẹp, còn có thể để cho thiên phú của người ta tăng thêm. Không thấy như vậy à? Có thể dùng, chẳng qua, thực lực gia chủ mạnh mẽ, khả năng hiệu quả. Không quá rõ ràng, nhưng khẳng định có tác dụng nhất định. Tề Linh Nhi nói. Ừm. Tề gia chủ dừng lại một chút, sau đó để đan dược vào trong miệng. Một lát sau hắn nhướng mày. Thoạt nhìn là thần nguyên đan phổ thông, nhưng trong đó ẩn chứa một loại lực lượng đặc thù, sau khi dùng, lập tức đi vào thân thể, ở dưới cổ. Lực lượng này gia trì, trước đó trong tu luyện bị ám thương, nhất thời xuất hiện giảm bớt. Tuy loại chữa trị này, đối với hắn mà nói cực kỳ bé nhỏ, nhưng hắn là cường giả thần vương, cho dù ít ỏi, cũng vẫn rõ ràng phát hiện. Những tổn thương này, ngay cả ta cũng không có cách nào. Tề gia chủ tràn đầy khó tin. Nhưng ám thương này, thực lực như hắn cũng không thể can thiệp, không nghĩ tới một viên thần nguyên đan hạ phẩm liền có thể giải quyết. Mỹ Dung Đan này, không khỏi quá đáng sợ đi. Thuốc này, từ đâu mà tới? Hắn kìm nén không được, vội vàng nhìn lại, bởi vì quá mức sốt ruột, âm thanh có chút run rẩy. Hết chương 3802. Chương 3803. Sống khống tốt sao? Tề Linh Nhi lặng yên không tiếng động nhìn Trương Huyền, thấy hắn hoàn toàn không có ý tứ tiết lộ mình, trong lòng thầm khen một tiếng. Khiêm tốn, trầm ngâm thoáng cái nói. Là một người bạn của ta, có giá trị không nhỏ, mỗi một viên đều cần 1.500 thần tệ. Hơn nữa có tiền mà không mua được. 1.500 thần tệ, không đắt, ngươi liên hệ vị bằng hữu này, về sau bất luận bao nhiêu, Tề gia chúng ta đều muốn. Tề gia chủ phất tay. Dù viên đan dược vừa mới kia tác dụng không tính quá lớn với hắn, nhưng có thể để cho ám thương của cường giả thần vương khôi phục một ít, hiệu quả trị liệu có thể xưng kinh khủng.
trong tộc có thể làm được điểm này, đoán chừng cũng chỉ có lão tổ mà thôi. Thuốc cường đại như thế, có thể phân cho hậu bối có thiên phú trong tộc, toàn bộ Tề gia nhất định nghênh đón bùng nổ. Được. Không nghĩ tới gia chủ vậy mà thành thương nghiệp thu mua Mỹ dung đan lớn nhất, Tề Linh Nhi xấu hổ gãi đầu. Ta chỗ này còn có 14 viên. Tất cả đều muốn. Tề gia chủ gật đầu, nhận lấy một đống hộp ngọc, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, Tề Linh Nhi cảm thấy trên thẻ của mình nhiều hơn 22.500 thần tệ. Viên vừa dùng kia cũng tính tiền, đường đường cường giả thần vương, tự nhiên không thể tham tiện nghi nhỏ của hậu bối. Đa tạ gia chủ. Con mắt Tề Linh Nhi sáng lên, vội vàng khom người. Có tiền hay không không quan trọng, giành được thanh nguyệt thương hội, tiền đã không tính là gì, nhưng có thứ này, thái độ của gia chủ thay đổi, về sau quyền lên tiếng của nàng sẽ gia tăng thật lớn. Tề gia chủ không nói thêm lời, xoay người cầm Mỹ dung đan còn lại rời khỏi. Trên người hắn có không ít ám thương, có những đan dược này, tìm địa phương dùng, có lẽ có thể để cho thực lực tăng thêm lần nữa. Tuy không có khả năng trở thành cường giả phong vương, nhưng chí ít ở trong thần vương sẽ càng thêm cường đại. Gia chủ, Tề Dược và Tề Linh Nhi lặng im. Vốn cho rằng sau khi mật báo, gia chủ sẽ trừng phạt đối phương, để nàng vĩnh viễn không cách nào xoay người, nằm mơ cũng không nghĩ. Đến, thời gian nháy mắt hoàn thành nghịch tập, ngược lại để bên mình tổn thất cực lớn. Không nói cái khác, Thanh Nguyệt Thương Hội hàng năm chia lợi nhuận, liền đủ một chi nhánh tiêu phí mấy chục năm. Còn không nói quản lý thứ này, có thể lôi kéo và giao thiệp quyền quý, đây mới là vô giá. Tề Linh Nhi, ngươi không nên đắc ý. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, có thể ở lại vượt qua một canh giờ, cũng mặc kệ Mỹ dung đan của ngươi có ma lực gì, là đồ vật của ta. Ngươi mãi mãi cũng không chiếm được. Tề Vi Nhi cắn chặt răng, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Hôm nay đã thua một ván, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu nàng lần nữa trở lại hoàng thành, về sau cơ hội giao thủ sẽ càng ngày càng nhiều, không tin sẽ một mực thất bại. Thấy muội muội rời khỏi, Tề Dược nhíu mày, dường như cũng nghĩ. Không thông xảy ra chuyện gì, nhìn Tề Linh Nhi, lại cẩn thận nhìn Trương Huyền ở một bên không nhúc nhích, yên tĩnh thản nhiên, không phát giác gì, đành phải lắc đầu, theo sát ở phía sau rời khỏi. Là tuyệt thế thiên tài. Lòng dạ tự nhiên không phải muội muội của hắn có thể so sánh, trong mắt hắn, bất luận hiện tại có quyền có thế hay không, không quan trọng, chỉ cần đột phá thần vương cảnh, tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Quyền thế cường đại tới đâu, không có thực lực tương xứng, đều là giả. Mà có thực lực, quyền thế, tiền tài, dễ như trở bàn tay. Trương Thiếu, đa tạ ra tay. Thấy mọi người rời khỏi. Tề Linh Nhi kìm nén không được xoay người nhìn về phía thanh niên trước mắt, quỳ mọp xuống đất. Không có đối phương, đừng nói được trọng dụng, làm không cẩn thận cả. Một đời sẽ ở Dã Minh Thành, một người quản lý chợ đen, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi. Không cần khách khí. Trương Huyền khoát tay áo, suy nghĩ phút chốc, không giấu giếm nói. Nguyệt Thanh chỉ cường đại như thế, ta có thể thử một chút hay không? Mục đích chủ yếu tới đây chính là cái này, đã nhìn thấy, khẳng định muốn đi trải nghiệm thoáng cái. Nguyệt Thanh chỉ khí tức nóng nảy, không có huyết mạch của Tề gia chúng ta sợ không chịu nổi, sẽ có nguy hiểm. Tề Linh Nhi chần chừ. Lực lượng trong nước hồ cuồng bạo, nàng là tự mình trải qua, không có huyết mạch đối ứng, tiến vào bên trong rất có khả năng bị khuấy thành cho tàn. Ta thử một chút, gặp nguy hiểm sẽ lập tức đi lên. Trương Huyền nói, được, vừa nghĩ tới vị trước mắt này thân là huyết mạch đế quân, khẳng định có phương pháp tự vệ, Tề Linh Nhi cắn răng. Chẳng qua nơi này không cho phép người ngoài tiến vào, ta thay ngươi ở bên ngoài trông chừng, ngàn vạn lần không thể bị phát hiện. Hơn nữa sau khi hoàn thành, cũng không thể nói cho người khác. Tuy trong tộc không cấm mang người ngoài tới, nhưng ao nước khẳng định là không cho phép người ngoài tiến vào. Yên tâm đi. Ta từ trước tới nay rất biết điều, chắc chắn sẽ không nói nhiều một câu. Trương Huyền khẽ mỉm cười. Hắn biết điều như vậy, căn bản không cần nhắc nhở. Trương Huyền hít sâu một hơi, thân thể nhảy lên, đi vào ao nước. Xì xì xì. Lập tức cảm thấy vô số lực lượng muốn xé nát người tuôn đến, tựa như. Không gian bão táp trước đó, thời gian nháy mắt thân thể đã bị xé rách,
máu tươi chảy ròng ròng, có chút không kiên trì nổi. Thiên đạo chân khí. Tinh thần khẽ động, chân khí vượt qua lực lượng thiên đạo kích động, che kín thân thể, cơ bắp rách nát nhận được tẩm bổ, nhanh chóng khôi phục. Bất quá lực lượng cuồng bạo quá mãnh liệt, mặc dù tốc độ chân khí khôi phục rất nhanh, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ phá hoại. Đi ra. Tinh thần khẽ động, tiểu hoàng kê từ trong đan điền chui ra. Linh khí thật nóng này, ta thích, nhanh giết chết ta đi, ta tới. Nhìn thấy ao nước, con mắt tiểu hoàng kê sáng lên, đâm đầu vào Nguyệt Thanh Trì, cánh vẩy nước bơi lội. Lông mày Trương Huyền nhảy loạn. Để tên này đi ra là chữa thương cho mình, nó lại chạy tới bơi lặn. Nhớ kỹ thân phận của ngươi, là con gà. Gà là không biết bơi. Đang định quát tháo một hồi, chỉ thấy ra hỏa này lặn sâu xuống. Tê lạp. Ao nước sôi trào, lực lượng nóng nảy đồng loạt lao qua, thân gà giống như đổ sứ, nháy mắt nổ tung, biến thành một đoàn xương máu nồng đậm. Cái này. Tề Linh Nhi triệt để bối rối. Con gà này là ai? Từ đâu tới? Vì sao muốn tự sát? Sống không tốt sao? Vô số nghi vấn không ngừng toát ra. Ngươi cái bại gia tử này. Trương Huyền cũng thiếu chút không khóc lên. Con gà này quá không đáng tin cậy. Để ngươi đi ra cứu ta, ngươi lại tự sát. Muốn chút mặt có được hay không? Xem ra vẫn phải dựa vào mình mới được, con gà này không có một lần để cho người ta hài lòng qua. Trương Huyền cắn răng, cấp tốc vận chuyển chân khí trong cơ thể, Trương Huyền đang muốn dùng hết toàn lực, đột nhiên cảm thấy Nguyệt Thanh Trì dưới chân đung đưa kịch liệt, toàn bộ mặt nước không ngừng lay động, tựa như sôi trào. Trương Huyền sững sờ, vội vàng nhìn về phía trước, nguyên bản mặt nước ổn định như gương, lại không ngừng dập dờn, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Cái này là thế nào? Ra đầu Trương Huyền nhảy lên, muốn phát điên. Trước đó hóa thành chỉ ở Huyễn Vũ Vương quốc bùng nổ, đó là bởi vì hắn và phân thân hấp thu lực lượng quá nhiều, ta nhận. Nhưng Nguyệt Thanh Trì này ta mới tiến vào, chưa hấp thu miếng nào nha. Nếu hấp thu lực lượng, không chịu nổi thì cũng thôi đi, còn chưa kịp làm, ngươi liền bộ dáng này. Có nói đạo lý hay không? Bùng nổ cái rắm. Thật con mẹ nó không liên quan gì tới ta. Buồn bực có chút phát điên, Trương Huyền biết ao nước trước mắt thật muốn nổ, vị thần vương kia khẳng định sẽ lột ra hắn, trốn cũng trốn không thoát, mặt bất đắc dĩ định nhảy ra ngoài, rời khỏi chỗ thị phi này lại nói. Ai biết còn không có đứng dậy, lại nhìn thấy cả Nguyệt Thanh Trì lực lượng cuồn cuộn tràn tới bên hắn, lực lượng cuồng bạo phong tỏa không gian bốn phía, trong nháy mắt, cả người giống như bị dây thừng trói lại, muốn rời khỏi cũng không làm được. Ngoá! Trương Huyền thật muốn điên rồi. Thế nào, còn muốn bắt ta lại đòi bồi thường? Trong lòng buồn bực chửi mẹ, nhưng lúc này không trốn thoát được, chỉ có thể chịu đựng. Xì xì xì. Đang không biết nên làm sao bây giờ, lực lượng sôi trào đã vào tới trước mặt, Trương Huyền cảm thấy toàn thân giống như xé rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, thiên đạo chân khí ở dưới cỗ lực lượng này, đã không cách nào ngăn cản. Cũng không phải nói thiên đạo chân khí yếu, mà là lực lượng trong hồ. Quá nhiều, quá cường đại, vượt qua phạm vi có thể tiếp nhận. Bành bành. Máu tươi bắn tung tóe, Trương Huyền cảm thấy chóng mặt. Chẳng lẽ rèn luyện thân thể không thành, còn muốn bị nổ chết ở chỗ? Này! Trương Huyền sắp khóc. Hết chương 3803. Chương 3804. Bái kiên đê quấn. Chỉ là tới rèn luyện thân thể mà thôi, không cho rèn luyện thì thôi, vây khốn ta, còn muốn bùng nổ, đây là sợ ta không chết sao? Không được, liền dùng thiên đạo chi thư đập cái ao này. Cảm nhận được bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi, Trương Huyền buồn bực. Tề Linh Nhi dùng thần nguyên đan ẩn chứa thiên đạo chân khí của hắn, có thể kiên trì hơn một canh giờ, vốn cho rằng nơi này không bài xích lực lượng của hắn, nằm mộng cũng nghĩ không ra sẽ xuất hiện loại biến cố này. Được rồi, xem ra chỉ có thể sử dụng thiên đạo chi thư, tuy không biết cái đồ chơi này có thể cứu mình ra ngoài hay không, nhưng bây giờ không có biện pháp khác tốt hơn. Cắn chặt răng, chỉ đợi không chịu nổi, liền sử dụng thư tịch, trong lòng đột nhiên khẽ động. Chỉ cần có huyết mạch Tề gia, ao nước sẽ không nóng nảy, mặc dù ta không có, nhưng có lệnh bài Nhược Hy cho, ngụy trang thành người Tề gia, có khả năng chống cự loại lực lượng này hay không?
lúc trước dùng lệnh bài ngụy trang Lạc Thiên Nhai, kiểm tra huyết mạch cũng không cần sợ hãi. Biết thời gian không đợi người, ý nghĩ này vừa sinh ra, lập tức thay đổi tinh thần và khí tức chân khí. Trong nháy mắt, cả người trở nên giống như Tề gia chủ, Tề Dược, trên người kích động ra khí tức huyết mạch Tề gia. Vù! Ngụy trang xong, tuy ao nước vẫn sôi trào, nhưng cảm giác xé rách dần dần biến mất, hình như công nhận thân phận của hắn. Quả nhiên có thể thực hiện. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Vốn không ôm hy vọng, không nghĩ tới vậy mà thành công. Ao nước không muốn xé rách, bản thân liền không còn nguy hiểm, vừa rồi muốn chạy trốn, hiện tại ngược lại không có khẩn cấp như vậy. Thân thể hấp thu lực lượng bốn phía, tế bào trong cơ thể không ngừng xé ra tiếp đó gây dựng lại, trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Nhanh tấn cấp, cảm nhận được mỗi một cái hô hấp, thân thể đều phát sinh thay đổi, con mắt Trương Huyền vốn tràn đầy khẩn trương bắt đầu sáng lên. Trước đó suýt chút nữa tử vong, không nghĩ tới ngụy trang một chút liền có thể tùy tiện hấp thu lực lượng trong đó. Dựa theo tốc độ lực lượng và thân thể kết hợp, hẳn là không dùng đến 10 phút, liền có thể đẩy cường độ thân thể tới một trình độ làm người nghe kinh hãi. Không hổ là chỗ luyện thể nổi tiếng của U Hồn Thiên, lần này mặc dù mạo hiểm lớn, lại đáng giá. Nếu không, muốn để thân thể cấp tốc tiến bộ, còn không biết cần tiêu phí bao lâu. Thiên thần cảnh sơ kỳ, thiên thần cảnh trung kỳ. Thời gian nháy mắt, thân thể liền đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng ấn không ngừng tăng cường, không chỉ như vậy, trong cơ thể còn thả ra kim quang nhàn nhạt. Mặc dù không biết là cái gì, lại cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái, cảm giác có thứ này, thân thể mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Ca ca, ta nhẫn không được cơn giận này. Vừa trở lại chỗ ở, Tề Vi Nhi liền đập bình hoa. Bình trà trong phòng, răng ngà cắn chặt, vẻ mặt phát điên. Trăm phương ngàn kế đi thiết kế người, nhưng không nghĩ đến bị hại thảm như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, tức giận cũng vô dụng, là ngươi tìm hiểu Tề. Linh Nhi quá ít, coi như bài học đi. Tề Dược khoát tay áo. Xuất hiện loại tình huống này, cuối cùng là vì khinh thường đối thủ. Sớm biết thiên phú của nàng tăng thêm nhiều như vậy, đánh chết cũng sẽ không tìm phiền toái. Cũng không tỉ thí. Ta biết, chỉ là không cam tâm mà thôi. Tề Vi Nhi lắc đầu, một lát sau khôi phục lại. Ta từ nhỏ cùng nàng lớn lên, thiên phú như thế nào, biết rất rõ ràng, đột nhiên tăng nhiều như vậy, nhất định có nguyên nhân gì đặc biệt, Mỹ. Dung đan, hừ, hiện tại ta liền đi kiểm tra, nhìn một chút đây rốt cuộc là dạng dược vật gì, người nào luyện chế. Có thể quản lý thương hội. Cùng Tề Linh Nhi đánh đến khó phân thắng bại, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Không chỉ kiểm tra thứ này, còn phải tra Trương Huyền ở phía sau nàng. Tề Dược nói, ca ca nghi ngờ ra hỏa kia. Tề Vi Nhi nghi ngờ nhìn qua. Thoạt nhìn không có gì lạ a hát. Tề Dược lắc đầu, lông mày nhăn lại. Nhìn Tu Vi, đối phương chỉ là thiên thần hạ phẩm, quả thực không có gì lạ, không tính quá lợi hại, nhưng chẳng biết tại sao. Hắn thực quá trầm ổn, đối mặt gia chủ, ta ở sâu trong nội tâm cũng có chút run rẩy, thần vương giận dữ, thiên thần thượng phẩm mạnh nữa cũng ngăn không nổi. Nhưng đối phương lại không nhúc nhích, nội tâm không sinh gợn sóng, để cho người ta khó hiểu. Cái này, nghe ca ca nói chuyện, Tề Vi Nhi hồi tưởng thoáng cái, dường như tên này quả thực có chút vấn đề nói. Vừa nói như vậy, ta cũng nhớ tới, thật sự là hắn quá trầm ổn, hơn nữa còn rất tuấn tú. Tề Dược nhíu mày. Được rồi, không thảo luận những thứ này, cụ thể người nào, không liên quan gì chúng ta, việc cấp bách là mau chóng tăng thực lực lên, nàng đã đột phá đến thiên thần, người không nhanh chút, sớm muộn cũng sẽ mất đi địa vị. Vâng, Tề Vi Nhi gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên cảm thấy mặt đất lay động, xa xa linh khí tựa như xuất hiện vấn đề gì, cấp tốc hội tụ. Vù vù, Tề Dược đứng dậy. Nhìn về phía linh khí hội tụ. Là Nguyệt Thanh Trì, đi qua nhìn một chút. Nói xong cũng không quan tâm Tề Vi Nhi, vội vã vào tới. Chỗ ở của bọn họ cách ao nước không xa, lấy tốc độ của hắn, mấy hơi thở sau liền đến trước mặt, ngay sau đó thấy được thanh niên ở giữa ao nước, cùng Tề Linh Nhi đứng ở bên bờ lo lắng. Vậy mà để người ngoài đi vào Nguyệt Thanh Trì, Tề Linh Nhi xong rồi.
Tề Vi Nhi cũng tới sau lưng, nhìn rõ ràng một màn này, con mắt nhất thời sáng lên. Đang tìm không thấy nhược điểm của đối phương, không cách nào giết chết, có cái này, coi như đối phương lại được trọng dụng, cũng sẽ bị ngăn cấm, không cách nào may mắn thoát khỏi. Ô ô ô, trong lòng đang tràn đầy hưng phấn, liền nghe trên không có tiếng gió rồn rập vang lên, vội vàng xoay người, liền thấy gia chủ vừa mới rời đi, cùng rất nhiều trưởng lão thiên thần thượng phẩm đỉnh phong xuất hiện ở sau lưng, từng cái sắc mặt tái xanh. Nguyệt Thanh chỉ chính là bảo địa trọng yếu nhất của gia tộc, có thể cho phép người ngoài quan sát, nhưng quyết không cho phép người ngoài tiến vào, hiện tại không chỉ đi vào, còn làm ra dung chuyển như vậy, tiện tay có thể bùng nổ, quả thực tội không thể tha. Xảy ra chuyện gì? Tề gia chủ quát. Hắn vừa trở lại chỗ ở, định hảo hảo nghiên cứu Mỹ Dung Đan một chút, liền cảm nhận được cỗ lực lượng này, nên vội vàng vọt tới. Bẩm báo gia chủ, là Tề Linh Nhi. Nàng để người ngoài đi vào Nguyệt Thanh Trì. Biết là cơ hội tốt nhất, Tề Vi Nhi vội vàng ôm quyền nói. Tề gia chủ nhìn lại, quả nhiên thấy được thanh niên đang ngồi ở trong ao, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ chống lại lực lượng trong ao xung kích. Hồ đồ! Thấy quả thật là một ngoại nhân đi vào Nguyệt Thanh Trì, còn ở bên trong tu luyện, Tề gia chủ tức giận sắp nổ tung. Thật sự là cả gan làm loạn, người đâu, bắt nàng đưa đến hình đường. Tiết lộ cơ mật gia tộc, thông đồng người ngoài, không cần thẩm vấn, trực tiếp lột bỏ thân phận đệ tử hạch tâm. Vốn có hảo cảm với nữ hài này, không nghĩ tới vậy mà làm ra loại sự. Tình như vậy, quả thực là tự tìm cái chết. Vâng, ánh mắt Tề Vi Nhi sáng lên, đi tới trước mặt Tề Linh Nhi. Nghe được tiếng bước chân, lúc này Tề Linh Nhi mới nhìn thấy mọi người, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống đất. Kha kha. Tề Linh Nhi, đây là chính ngươi tự tìm cái chết, trách không được ta. Đang nghĩ ngợi làm sao mới có thể bù đắp lại mặt mũi tổn hại, nằm mơ. Cũng không nghĩ đến, tên này lại làm ra loại sự tình kia, Tề Vi Nhi cười hắc hắc, bàn tay nâng lên, vừa định bắt đối phương, liền cảm thấy một cỗ khí tức cường đại hạ xuống từ trên trời. Vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một lão giả phá không bay đến, mang theo lực lượng nghiền ép thiên địa. Ông lão này, một thân vải thô, sợi râu trắng tinh, ánh mắt như điện, người ở trên không trung, không gian bốn phía giống như không chịu nổi, xuất hiện lay động nhẹ nhẹ, hình như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Tham kiến lão tổ, sắc mặt Tề Vi Nhi trắng nhợt, vội vàng quỳ gối. Đám người Tề gia chủ cũng quỳ rạp xuống đất. Không phải người khác, chính là lão tổ cường đại nhất Tề gia, thần vương phong hào Tề Mãnh. Xảy ra chuyện gì? Tề Mãnh híp mắt lại. Bẩm báo lão tổ, là có người ngoài đi vào Nguyệt Thanh Trì, hiện tại ta sẽ bắt hắn ra. Tề Vi Nhi vội vàng ôm quyền. Ngay cả lão tổ cũng bị kinh động, lần này Tề Linh Nhi nói nhiều hơn nữa cũng không có người cứu được. Người ngoài. Tề Mãnh lão tổ tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía ao nước trước mắt, vừa xem xét, đồng tử đột nhiên co rút lại, thân thể quỳ rạp xuống đất, âm thanh hơi có chút run rẩy vang lên. U hồn thiên thần vương phong hào Tề Mãnh, bái kiến. Đế quân. Hết chương 3804. Chương 3805. Hắn là linh thần. Bóng người xuất hiện ở trước mắt, ngồi ở trong hồ nước linh khí gào thét, thấy không rõ dung mạo và dáng người, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ sâu trong linh hồn. Sâu tận xương tủy không cách nào tránh né. Đế quân. Loại cảm giác này chỉ có cửu thiên cửu đế mới có thể cấp cho, thân là thần vương phong hào, chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Mặc dù không biết người trước mắt này là vị nào, nhưng mặc kệ vị nào, cũng không phải hắn có thể đắc tội. Không có hai lời, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Đế quân. Hai chữ không lớn, lại giống như lôi đình nổ vang ở bên tai tất cả mọi người, Tề gia chủ và tất cả trưởng lão ở sau lưng đồng thời run rẩy, đầu cũng không dám ngẩng lên. Tuy Tề gia lợi hại, cao thủ vô số, nhưng ở trước mặt đế quân. Một ý niệm cũng có thể xóa bỏ. Căn bản không ở cùng một cấp độ. Lạch cạch, Tề Vi Nhi mềm nhũn, té ngã trên đất. Đang thấy đây là cơ hội giết chết Tề Linh Nhi tốt nhất, lần này nhất định số kiếp đã định, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đi vào Nguyệt Thanh chỉ lại là đế quân. Loại người này, thần vương phong hào cũng không dám nói cái gì, thậm chí có thể tới đây là vinh hạnh. Nàng tràn đầy khó tin,
nhìn lại trong nước hồ, tuy linh khí gào thét, nhưng vẫn có thể thấy được bóng người ngồi ở trong ao, chính là Trương Huyền vừa rồi kia. Đế quân là hắn. Con mắt trợn tròn, trái tim đau đớn không thể thở nổi. Con mẹ nó bằng phẳng không có gì lạ. Cái này cũng gọi bằng phẳng không có gì lạ, mình tính cái gì? Tề Linh Nhi, một tiểu nhân vật bị giáng chức đến Dạ Minh Thành, làm sao lại có móc nối với đế quân? Hơn nữa còn có thể mời hắn tới. Đế quân, mọi người giật mình nói không ra lời, Trương Huyền đang tu luyện cũng bị gọi bối rối. Chẳng lẽ, nhận lầm, lão giả xuất hiện ở trước mắt, nhất cử nhất động phù hợp thiên đạo, cho người ta một loại uy áp đến từ linh hồn, cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người lợi hại như vậy, vậy mà xưng hô thế kia. Chẳng lẽ thần vương phong hào cũng có thời điểm nhãn lực không đúng? Đè thấp âm thanh, Trương Huyền thản nhiên nói. Đi xuống đi, ta không thích bị người quấy rầy. Mặc dù không biết vì sao nhận hắn thành đế quân, nhưng nhận lầm tốt nhất, như vậy sẽ không trách cứ hắn trộm dùng Nguyệt Thanh Trì. Nếu không lấy thực lực của hắn bây giờ, chỉ có thể sử dụng duy nhất một bản thiên đạo chi thư, đập chết thần vương phong hào kia. Nghe được đế quân lên tiếng, Tề Mãnh lão tổ không dám nói nhiều, ý bảo mọi người xoay người rời khỏi, sợ có tộc nhân lại xông tới, thậm chí phong cấm bốn phía. Ta, Tề Linh Nhi đứng ở tại chỗ không biết làm sao. Vốn cho rằng Trương Thiếu đi vào Nguyệt Thanh Trì, phát hiện không cách nào tu luyện sẽ đi ra, không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả gia chủ, lão tổ cũng bị kinh động. Kinh động bọn họ, vốn cho rằng chắc chắn phải chết. Ai biết lại chuyển hướng. Đế quân, trước đó chỉ cho rằng vị này nắm giữ huyết mạch đế quân, là hậu bối của đế quân, làm sao cũng không dám nghĩ lại là đế quân. Mình vậy mà giao dịch với đế quân, còn kiếm tiền của hắn. Tề Linh Nhi không ngừng run rẩy, cảm thấy mình muốn điên rồi. Ra đi, không nên quấy rầy đế quân tu hành. Thấy nàng như vậy, Tề Mãnh nhíu mày nói. Vâng, lão tổ tự mình lên tiếng, Tề Linh Nhi không dám tiếp tục nói nhiều, vội vàng đi ra. Rời khỏi Nguyệt Thanh Trì, đi vào một đại điện, bốn phía dùng trận pháp che đậy, lúc này Tề Mãnh mới hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người nào nói cho ta một chút? Tại sao đế quân lại tới nơi này, một chút động tĩnh cũng không có, hắn không hiểu ra sao? Là như vậy. Tề gia chủ nói sự tình Tề Linh Nhi đi vào gia tộc, kiểm tra thiên phú một lần. Hắn là ngươi mang tới. Tề Mãnh nhìn qua. Bẩm báo lão tổ, ta chỉ biết là, hắn có huyết mạch đế quân, nhưng không biết là chân thân của đế quân. Tề Linh Nhi run run nói. Huyết mạch đế quân. Mọi người sững sờ. Tề gia chủ vội vàng nhìn tới. Tề Linh Nhi nói sự tình ở U Hồn Trì một lần. Đế quân thiên biến vạn hóa, có đôi khi sẽ ngụy trang tu vi thấp, sống qua nhân sinh bình thường. Nghe nói vị đế quân ở Tự Tại Thiên, đã từng đè thấp tu vi hạ giới. Tề Mãnh lão tổ nói. Có thể nhanh như vậy phát hiện không hợp lý, hơn nữa cho ra kế sách đối ứng. Thậm chí đáp ứng yêu cầu, người rất thông minh. Từ hôm nay trở đi, để Tề Tiêu an bài cho ngươi sự tình tốt hơn đi làm, cho tài nguyên. Tu luyện tốt nhất, làm việc cho đế quân, thân phận không thể quá thấp. Tề Tiêu, tên của Tề gia chủ. Đa tạ lão tổ. Tề Linh Nhi quỳ gối. Đến bây giờ còn giống như đang nằm mơ, hoàn toàn khó tin. Được rồi, đế quân tu luyện. Các ngươi hẳn phải biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, nếu như ta nghe được có người nói huyên thuyên, bất kể là ai, giết chết không cần luận tội. Tề Mãnh lão tổ nói. Vâng. Mọi người vội vàng đáp ứng. Tề Vi Nhi thì triệt để khóc. Sớm biết lắm miệng làm gì, lần này được rồi, ở trong gia tộc triệt để. Xong đời. Coi như ca ca thành thần vương cũng lật không nổi bọt sóng. Bản thân dựa vào thần vương. Người ta dựa vào là đế quân nha. Mặc kệ. Bên này khiếp sợ, bất đắc dĩ không có cách nào, Trương Huyền ở trong Nguyệt Thanh chỉ không quản được nhiều như vậy, tiếp tục tu luyện. Một cỗ lực lượng tinh thuần tràn vào thân thể, để thân thể của hắn không ngừng phát sinh thay đổi. Vù vù. Không biết qua bao lâu, tốc độ ngừng lại, không cách nào tiến bộ. Thiên thần thượng phẩm đỉnh phong. Cảm nhận được cường độ thân thể. Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm.
Vốn nghĩ lần này có thể để cho thân thể đột phá đến thần linh trung phẩm là tốt lắm rồi, nằm mơ cũng không ngờ tới, trực tiếp đạt đến thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, cách thần vương cũng không xa. Loại cường độ thân thể này, dưới tình huống cận thân, có thể xưng dưới thần vương vô địch, ở thần giới có vốn liếng và điều kiện tung hoành thiên địa chân chính. Đi đến loại tình trạng này, lực lượng của Nguyệt Thanh chỉ cũng đến cuối cùng, không cách nào tiến lên mảy may. Kim ti này là cái gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn vào trong cơ thể. Lần tu luyện này không biết xảy ra chuyện gì, trong cơ thể nhiều hơn từng đạo kim ti, xuyên qua toàn thân, cảm giác không ra uy lực của thứ. Này, lại cho người ta một loại cảm giác sinh sinh bất tức. Tràn đầy sinh cơ. Biết bây giờ không phải là lúc nghiên cứu, nhấc chân đi ra ngoài. Xì xì xì. Chân khí trong cơ thể sôi trào, quần áo ướt đẫm rất nhanh sấy khô. Lần nữa nhìn về phía ao nước, chỉ thấy mặt nước sôi trào đã bắt đầu ổn định, chờ chỉ chốc lát, sóng nước khẽ động, một tiểu hoàng kê lần nữa bơi lên. Quả nhiên không có việc gì. Trước đó tận mắt thấy tiểu hoàng kê bị khổng sư phân thân chém giết, sau đó phục sinh, trong lòng đã có chuẩn bị, lần nữa nhìn thấy, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của ngươi. Thấy nó bơi tới, Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc. Trước đó tiểu hoàng kê chỉ là thần linh hạ phẩm. Giờ phút này khí tức mơ hồ, cho người ta một loại mùi vị thiên thần, chết một lần, đột phá một lần, đạt đến thiên thần cảnh, so với bản thân cũng không hề yếu. Bản thân tiêu phí vô số tâm huyết, các loại cảm ngộ, liều mạng mới trở. Thành thiên thần, đối phương chết một lần liền hoàn thành. Người so với gà, thật đúng là tức chết người. Ta muốn nghỉ ngơi. Tiểu hoàng kê thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nói. Nói xong lần nữa chui vào đan điền. Nghỉ ngơi đi. Biết nó vừa mới đột phá, loại tình huống này là bình thường, Trương Huyền không nói thêm lời, chần chờ một chút, cuối cùng đi ra ngoài. Mặc kệ vị thần vương phong hào kia tại sao lại nhận lầm, nhưng ra ngoài là phải ra, đối mặt cũng nên đối mặt. Đi ra phòng ấn, ngay sau đó nhìn thấy Tề Mãnh lão tổ và đám người Tề. Gia chủ tiến lên đón. Bái kiến đế quân. Tề Mãnh lão tổ lần nữa quỳ xuống, lặng lẽ nhìn thanh niên trước mắt, xem xét một chút, nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa rồi ở trong ao, có thể rõ ràng cảm nhận được huyết mạch đế. Quân nồng đậm, mà bây giờ, một chút cũng không có, vị trước mắt này giống như người bình thường, nhìn không ra sơ hở mảy may. Không hổ là đế quân, nhất niệm là rồng, nhất niệm là sâu, người bình thường căn bản không có cách nhìn thấu. Ta dùng Nguyệt Thanh chỉ của các ngươi, xem như báo đáp, sẽ chỉ điểm các ngươi vài câu. Thấy đối phương còn hiểu lầm như vậy, Trương Huyền thở phào nhẹ. Nhõm nói, lần này hấp thu lực lượng tiến bộ, Nguyệt Thanh chỉ có tổn thương rất lớn, thân là danh sư, luôn không có khả năng vô duyên vô cớ sử dụng, mà không hề làm gì. Cái này, Tề Mãnh lão tổ vừa định từ chối, nhưng nghĩ tới đế quân không có khả năng nợ bọn họ cái gì, trong lòng không khỏi buồn bã, nhìn về phía Tề. Gia chủ Tề Tiêu, còn không bày ra công phu. Nghe được muốn chỉ điểm, Tề Tiêu gia chủ hưng phấn vội vàng đứng lên, thi triển ra bộ võ kỹ vừa rồi lần nữa. Vừa rồi Tề Linh Nhi thi triển đã học được. Cho tới giờ khắc này, mới hiểu được là đế quân tự mình thay đổi, khó trách một chút thiếu hụt cũng không có, cao minh hơn hắn tu luyện không biết gấp bao nhiêu lần. Tu vi của ngươi không có vấn đề quá lớn, chỉ là trong cơ thể có lưu lại không ít ám thương, để lực lượng toàn thân không cách nào tích lũy đến càng cao. Trương Huyền chậm rãi nói. Cường giả thần vương, thư viện đồng dạng có thể cho ra thiếu hụt. Nói cho đối phương một lần, cũng coi như bồi thường sử dụng Nguyệt Thanh Trì. Ta đi đây. Nói xong, Trương Huyền đứng dậy. Tề Linh Nhi, ngươi theo đế quân cùng rời đi đi. Tề Mãnh lão tổ vội nói. Tề Linh Nhi không dám nói nhiều, theo sát ở phía sau đi ra ngoài. Thấy hắn rời khỏi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Qua nửa ngày, Tề Tiêu gia chủ lần này lần nữa nhìn qua. Lão tổ, đế quân giảng giải, đều là thiếu hụt trong tu luyện của ta, nhưng không cho chỉ điểm. Vừa rồi đế quân nói, đều là vấn đề trong tu luyện của hắn, nhưng không nói làm sao giải quyết. Đây là đế quân khảo nghiệm ngươi, chỉ điểm ra thiếu hụt của ngươi, là để ngươi tự nghĩ biện pháp cố gắng sửa lại. Nếu quả thật nói cho ngươi làm sao sửa lại,
tránh không được sẽ thành thân truyền. Ngươi cảm thấy, ngươi xứng sao? Tề Mãnh lão tổ khẽ nói. Vãn bối không xứng, là vãn bối suy nghĩ nhiều. Thần sắc Tề Tiêu gia chủ cứng lại, sợ tới mức run rẩy. Không hổ là đế quân, nghĩ quá sâu xa. Náo loạn nửa ngày, là bản thân lòng tham không đáy. Tề Mãnh lão tổ không nói thêm lời. Trước đó nếu như còn có nghi ngờ, nhìn thấy đối phương chỉ điểm vãn bối, tất cả nghi ngờ đều tan thành mây khói. Cũng chỉ có đế quân mới có loại nhãn lực này, mình cũng nhìn không ra thiếu hụt, đối phương liếc mắt liền nhìn thấu. Lão tổ, không biết vị này là vị nào? Tề Tiêu gia chủ có chút hiếu kỳ. Cửu thiên cửu đế, ta may mắn bái kiến mấy vị, cụ thể thân phận ta đã đoán ra, không sai mà nói, hẳn là. Ánh mắt Tề Mãnh lão tổ ngưng lại nói. Linh thần. Hết chương 3805. Chương 3806. Tin tức của Lạc Thất Thất. Linh thần. Đồng tử của Tề Tiêu gia chủ co rụt lại. Lão tổ nói là vị kia. Không sai, chính là vị kia. Chẳng qua, được rồi, cường giả đế quân, không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Chuyện này biết liền tốt, tuyệt đối không nên nói ra, nếu không cả gia tộc sẽ bị liên lụy. Tề Mãnh lão tổ khoát tay áo. Vãn bối biết. Tề Tiêu gia chủ vội vàng gật đầu. Đi xuống đi. Tề Mãnh lão tổ không nói thêm lời. Mọi người đồng loạt lui xuống. Vù vù. Trở lại chỗ ở, ngồi vào gian phòng, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi Tề gia, thật đúng là đủ nguy hiểm. Vốn cho rằng lặng lẽ liền có thể để thân thể tiến bộ, không nghĩ tới gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả thần vương phong hào cũng bị quấy nhiễu. Tề Mãnh lão tổ này, tại sao lại cảm thấy ta là đế quân? Thực lực và nhãn lực của thần vương phong hào, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm, nhưng vì sao sẽ nhận sai? Không thể nào nói nổi. Bất quá tình huống lúc ấy, cũng không có khả năng hỏi. Thậm chí biết rõ đối phương khả năng biết tin tức của linh thần, cũng không dám mở miệng. Bởi vì một khi mở miệng, cái gọi là thân phận đế quân sẽ lập tức sụp đổ, dẫn tới nghi ngờ. Được rồi, tuy không dám nghe ngóng, nhưng thân phận của Tề Linh Nhi cao hơn trước đó nhiều, hoàn toàn có thể mượn miệng của nàng, giúp ta hỏi thăm một phen. Trương Huyền cười cười. Lần này ra ngoài, tuy suýt chút nữa tử vong, nhưng chỗ tốt cũng rất lớn, trước tiên không nói có Tề Mãnh lão tổ hiểu lầm, Tề Linh Nhi có thể. Càng dễ làm sự tình hơn, bản thân cũng có thăng cấp cực lớn. Dù tu vi chân khí trong cơ thể không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ. Là thiên thần hạ phẩm đỉnh phong, nhưng thân thể tiến bộ, để phòng ngự của hắn đã có thể so với thiên thần khí cường đại nhất, hiện tại coi như đứng tại chỗ, thiên thần thượng phẩm đỉnh phong tấn công, khả. Năng đều không gây thương tổn được mảy may. Đặc biệt là trong cơ thể nhiều da kim ti, cho hắn một loại cảm giác cho dù bị thương nghiêm trọng đến đâu, cũng có thể nhẹ nhõm khôi phục. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một kiện binh khí, chém cánh tay một cái. Tạch tạch, trường kiếm vỡ thành mấy khúc, mà cánh tay của hắn, ngay cả một chút bạch ngấn cũng không có lưu lại. Loại trừ vũ khí cấp bậc thần vương, đừng nói thần binh phổ thông, coi như thiên thần khí, cũng đừng hòng tổn thương. Mặt mũi Trương Huyền bất đắc dĩ. Còn nghĩ làm ra tổn thương thử một chút, xem loại cảm giác này có đúng hay không, lại phát hiện hiện tại quá nghèo, trong tay căn bản không có binh khí thích hợp có thể đâm rách. Làn da cũng đâm không phá, thì làm sao bị thương? Suy nghĩ một chút cũng tràn đầy tâm tắc. Xem ra phải nhanh tìm được một binh khí lợi hại. Tu vi tiến bộ quá nhanh, cũng hết cách rồi, chỉ riêng phương diện vũ khí này đã tiêu phí cực lớn, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Trước mặc kệ, tu vi trọng yếu nhất, thân thể mạnh mẽ, hiện tại phải nghĩ biện pháp thăng cấp linh hồn. Vũ khí chẳng qua dệt hoa trên gấm mà thôi. Việc cấp bách là linh hồn tăng lên, tiếp đó có thể để chân khí đột phá, trực tiếp trùng kích thiên thần thượng phẩm, thậm chí thần vương. Chỉ có thành thần vương, mới coi như chân chính đứng ở đỉnh phong nhất của thần giới, có khả năng tìm được Lạc Nhược Hy, thậm chí cùng Khổng Sư nói chuyện ngang hàng. Trương Sư ra khỏi phòng, chỉ thấy Trác Phong tiến lên đón, vẻ mặt xin lỗi. Thực xấu hổ, ta chuyên môn tìm người xin. Đáng tiếc Nguyệt Thanh Trì của Tề gia chưa từng đối ngoại, không tiện cấp cho người ngoài xử. Dụng, thật không có những biện pháp khác.
Đa tạ phí tâm, hiện tại ta đã không cần. Trương Huyền cười cười. Chính là vị này nói Nguyệt Thanh chỉ thần kỳ, tiếp đó hỗ trợ tìm quan hệ, nhìn có thể báo đáp ân tình cứu con trai hay không, ai biết suy nghĩ. Nửa ngày, nhờ không biết bao nhiêu người, cũng không có hiệu quả gì. Vẻ mặt Trác Phong đỏ lên, hận không thể tìm kẻ đất chui vào. Trương sư đại ân đại đức, ta lại ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được, thực sự mất mặt. Trác Phong xấu hổ, cổ tay khẽ đảo. Đây là ta chuẩn bị xong tôi thể đan, tuy kém sang Nguyệt Thanh Trì, nhưng đối với Trương sư mà nói, hẳn là sẽ có trợ giúp, xem như đền bù. Thật không cần. Nhìn hắn lấy ra thứ này, Trương Huyền lắc đầu, nói rõ sự thật. Nguyệt Thanh Trì ta đã đi qua, hơn nữa tu luyện xong. Đi qua. Trác Phong ngẩn ngơ, con mắt sắp rơi khỏi hốc mắt. Hắn tìm không biết bao nhiêu người, thậm chí kinh động Tề gia trưởng lão, dựa theo bọn họ thuyết pháp, nơi này trừ đệ tử gia tộc, người nào đi vào người đó chết, không có khả năng cho người ngoài sử dụng. Đi qua, hơn nữa tu luyện xong. Thật hay giả? Hắn không phải vừa biết nơi này, hơn nữa không có quan hệ gì, chưa quen cuộc sống nơi đây sao? Ngươi dùng hết toàn lực, đâm ta một kiếm thử xem. Trương Huyền cười nói. Trác Phong tràn đầy nghi hoặc, nhưng thấy đối phương kiên trì, cắn răng một cái lấy ra trường kiếm, bỗng nhiên đâm thẳng tới. Một kiếm này, dùng lực lượng toàn thân, kiếm khí gào thét, thẳng tắp chém lên cánh tay của Trương Huyền. Tạch tạch. Trường kiếm thiên thần trung phẩm vỡ nát, mà trên người đối phương vẫn không có lưu lại một chút dấu vết. Cái này, Trác Phong run rẩy. Vị trương sư này đột phá thiên thần cảnh, hắn tận mắt thấy, cũng chỉ mấy canh giờ mà thôi, ngay cả quan hệ cũng không có tìm được, giờ. Phút này không chỉ đi vào Nguyệt Thanh Trì, còn tu luyện thân thể đến loại tình trạng này. Tốc độ này, còn là người sao? Cường độ thân thể của thiên thần thượng phẩm đỉnh phong cũng không có đáng sợ như vậy. Đáng tiếc, thấy thiên thần khí trung phẩm, thêm vào thiên thần trung phẩm cũng không lưu lại bạch ngấn, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn cho mình bây giờ bị thương, thật đúng là rất khó. Chỗ nào có thể cấp tốc tăng lên lực lượng linh hồn? Trương Huyền hỏi, đối phương nói địa phương tu luyện thân thể, tin tức hết sức chính xác, hiện tại kém là cấp tốc tăng lên lực lượng linh hồn. Hồn lực tiến bộ, chân khí liền có thể cấp tốc tăng lên. Linh hồn chi lực, ở địa phương khác khó mà nói, nhưng ở U Hồn Thiên, chỉ có U Hồn Trì. Trác Phong nói, U Hồn Trì, ngươi nói là địa phương hội tụ nguyện lực. Trương Huyền tò mò. Đúng vậy, nguyện lực có thể tẩm bổ linh hồn, để người đã chết phục sinh, bởi vậy U Hồn Trì cũng có thể để linh hồn lớn mạnh, càng ngày càng mạnh. Không ít tu luyện giả đều là mượn U Hồn Trì tăng lên lực lượng linh hồn, không nói cái khác, đế quân đại nhân ở quãng thời gian trước, từ trong U Hồn Trì tìm được một linh hồn lợi hại, ngắn ngủi không đến một tháng bồi dưỡng, nghe nói đã có thể so với cường giả. Thần Vương, Trác Phong nói ra tin tức vừa mới nghe được. Không đến một tháng, có thể so với Thần Vương, trước đó thực lực gì? Trương Huyền sửng sốt, hắn tới thần giới, đảo mắt gần một tháng. Thời gian dài như vậy mới lăn lộn tới thiên thần hạ phẩm đỉnh phong. Lại có người còn nhanh hơn hắn. Thật là đáng sợ. Nghe nói trước đó ngay cả thần linh cũng không phải, là một tia hồn phách ở hạ giới, không biết vì sao bị U Hồn Trì tiếp thu, đến nơi này. Bởi vì chấp niệm quá mạnh, thôn phệ nguyện lực bốn phía, trở nên càng thêm cường đại, mới đưa tới đế quân bệ hạ chú ý, nghe nói muốn cô đọng thân thể cho đối phương. Trác Phong cười cười. Hạ giới. Nắm đấm Trương Huyền siết chặt, một ý nghĩ không tự chủ được xông ra. Chẳng lẽ là, thất thất, là thất thất, căn cứ Lạc Huyền Thanh nói, hẳn là khí linh của Tĩnh Không Châu, sau khi phá vỡ không gian ràng buộc biến mất, hắn lại không tìm được, ở Thượng Thương cũng không phát hiện tung tích. Lúc đó liền nghi ngờ có phải đến thần giới hay không, chẳng lẽ chính là người trong miệng đối phương. Trương Huyền nhìn không được, tò mò hỏi. Ngươi có biết hồn phách bị U Hồn Trì tiếp thu là nam hay nữ, lớn lên hình dáng như thế nào không? Ta làm sao biết, chỉ là lần này lúc hỏi thăm Nguyệt Thanh Trì, vừa mới nghe nói tin tức mà thôi. Trác Phong cười khổ. Hắn chỉ là tướng quân ngân giáp, so với người bình thường địa vị xem như cao, nhưng dính dáng đến đế quân, dính dáng đến cơ mật cốt lõi nhất, vẫn không có tư cách dò xét.
nhiều nhất nói huyên thuyên vài câu mà thôi. Vậy ngươi có biết, nàng hiện tại ở U Hồn Trì nào hay không? Trương Huyền nói, U Hồn Trì ở trong Hoàng Cung Đế Quân, bây giờ còn ở đó không thì ta không biết, nghe nói Đế Quân muốn giúp đỡ luyện chế thân thể, còn có làm hay không, thì không phải tiểu nhân vật như ta có thể dò xét. Trác Phong nói, sợ hỏi nhiều dẫn tới nghi ngờ, Trương Huyền áp chế tò mò trong lòng. Từ hạ giới tới, có thể là Lạc Thất Thất. Tuy không có cảm giác quá lớn với cô gái này, nhưng đối phương vì hắn làm rất nhiều, huống chi đáp ứng Lạc Huyền Thanh, biết ở đâu, nhất định phải tới tìm, không tiếc tiêu phí đánh đổi lớn hơn nữa. Người nói U Hồn Trì có thể rèn luyện linh hồn, người người có thể đi, là cần trước thời hạn xin, hay tiêu phí đánh đổi liền được. Trương Huyền tò mò nhìn qua. Mặc kệ đối phương có phải Lạc Thất Thất hay không, nếu có thể so với thần vương, đã nói không có nguy hiểm, bản thân cũng cần tăng thực lực lên, mới có thể truy đuổi bước chân của đối phương. Nếu không thật muốn gặp mặt, thực lực quá thấp, sẽ rất xấu hổ a. Dù sao bản thân lạnh lùng như vậy, thuần chất trạch nam a. Không cần xin, cũng không cần tiêu phí đánh đổi, nhưng nhất định phải có danh tiếng, để người ta biết ngươi tồn tại. Trác Phong nói. Danh khí. Giống như thần vương phong hào, vì sao cường đại hơn thần vương phổ thông, bởi vì bọn hắn nắm giữ phong hào cùng đất phong, có thể hấp thu nguyện lực nhiều hơn nữa. Người bình thường muốn mượn lực lượng trong đó, đầu tiên phải đi U Hồn Trì lưu lại linh hồn ấn ký của mình, tiếp đó để nhiều người hơn nữa ghi nhớ và biết ơn, chỉ có như vậy mới có thể sinh ra nguyện lực liên tục không ngừng, từ đó chuyển hóa thành hồn lực, tiến hành tẩm bổ linh hồn, để hắn cấp tốc tiến bộ. Trác Phong giải thích nói, người ý tứ là, trước để cho bản thân trở thành danh nhân, người biết càng nhiều, càng biết ơn, U Hồn Trì sinh ra nguyện lực sẽ càng mạnh, linh hồn cũng tăng cường càng nhanh. Trương Huyền nói, trên lý thuyết là như vậy, đương nhiên phải là thanh danh tốt, không phải ác, danh tiếng xấu, nguyện lực ít không nói, còn có thể xuất hiện đồ vật đặc thù, để cho người ta sinh ra tâm ma, được không bù mất. Trác Phong nói, cho nên mỗi một thành đều chú ý quy củ, mỗi một vị cường giả đều không lạm sát kẻ vô tội, sợ chính là tâm cảnh xảy ra vấn đề, cuối cùng nguyện lực không cách nào xuất hiện, tốc độ tu luyện linh hồn bị hạn chế. Trương Huyền xem như hiểu được. Nguyện lực, ở thần giới thật đúng là không thể thiếu. Trở thành danh nhân, thanh danh tốt, đạt được biết ơn. Thoạt nhìn phải chuẩn bị một chút, trang bước lớn một đợt. Ách, không đúng, ta là người có thể diện, không phải loại trang bước như. Phân thân, ta là muốn làm đại sự. Hết chương 3806. Chương 3807. Muốn làm động tác lớn. Quan trọng là làm việc lớn gì? Có thể để cho tất cả mọi người biết, hơn nữa cảm ơn bản thân. Nơi này là U Hồn Thiên Hoàng Thành, cường giả vô số, tuy thân thể tiến bộ rất lớn, còn không tự đại cho rằng đã vô địch thiên hạ. Không nói cái khác, trước đó nhìn thấy Tề Dược, khả năng cũng không phải là đối thủ. Chân khí đột phá, cùng thân thể đột phá là hai khái niệm. Người sau nhiều nhất phòng ngự tăng cường, cận thân vô địch, một khi khoảng cách xa liền nguy hiểm. Cái trước cách xa vài trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét tiến công, bản thân chỉ sợ một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đặc biệt là mượn lực lượng thiên địa, chỉ có thể bị động ăn đòn. Cho nên, muốn có được những người khác công nhận, hội tụ nguyện lực, không chỉ không thể trang bức, còn phải làm vừa đúng, không thể. Quá tao khí, không thể dẫn phát quá nhiều người chú ý, nếu không làm không cẩn thận bị người ghen ghét, liền bị người đánh chết luôn. Làm sao mới có thể để nhiều người ghi nhớ, đạt được nhiều nguyện lực hơn? Nghĩ đến cái này, Trương Huyền nhìn không được hỏi. Hắn mới đến thần giới cũng rõ ràng đạo lý này, nên khẳng định có rất nhiều người biết được, cũng đi làm, hỏi thăm thoáng cái, khẳng định so với tự mình suy nghĩ nhanh hơn nhiều. Muốn cấp tốc để cho người ta ghi nhớ biết ơn, hơn nữa sinh ra nguyện lực, thì trực tiếp khiêu chiến đế quân, giống như Thiên Túng Đại Đế, một khi thành công, toàn bộ thần giới đều náo động, nguyện lực tự nhiên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Trác Phong cười khổ nói. Cái chuyện cười này không vui chút nào. Trương Huyền nói. Thật muốn làm như vậy, đoán chừng mới vừa nói xong, đã bị đối phương giết. Tuy chưa thấy qua đế quân, nhưng thần vương phong hào là thật thấy qua,
loại cường giả này, một ngón tay cũng có thể nghiền chết mình, chớ. Nói chi là cửu đế càng cường đại hơn. Đúng vậy. Thần sắc Trác Phong cứng lại. Trêu đùa như thế, quả thực có chút lỗ mãng. Xem ra hôm nay con trai khôi phục, hơn nữa tu vi đột phá, thật quá cao hứng, nên trở nên có chút lâng lâng. Bình thường muốn đạt được nguyện lực, là trở thành tài năng xuất chúng trong một ngành nghề. Tỷ như luyện khí, chỉ cần ngươi luyện chế vũ khí mạnh mẽ mà dùng tốt, chỉ cần tu luyện giả đều lấy nắm giữ. Vũ khí ngươi luyện chế làm vinh, nguyện lực tự nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có chế thuốc, nếu như thuốc của ngươi có thể chữa bệnh tốt, hơn nữa giá cả tiện nghi, biết ơn tự nhiên tránh không được. Trác Phong nói tiếp, chế thuốc, ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Đúng a, hắn không luyện khí được, hơn nữa tốc độ không nhanh, nhưng chế thuốc. Hoàn toàn không cần a hát. Chỉ cần tìm thần nguyên đan hạ phẩm, truyền chân khí vào, liền có thể. Lập tức biến thành mỹ dung đan, chẳng những có thể để cho làn da của người ta biến tốt, càng có thể chữa trị ám thương trong cơ thể, khơi thông kinh mạch, để cho người ta cấp tốc tiến bộ. Chỉ là giá cả mỹ dung đan thực quá cao, không phải người bình thường có thể gánh vác, mà bán tiện nghi, tương đương với đập thị trường trước đó vừa mới xây dựng, khẳng định sẽ dẫn tới bắn ngược càng lớn. U hồn hoàng thành có loại thuốc tiện nghi gì không, hơn nữa không hạn chế mua, có thể tùy ý mua. Trong lòng hơi động, Trương Huyền hỏi. Hiện tại hắn nghĩ không nhất định là thần nguyên đan, chỉ cần là đan dược, có thể dung nạp thiên đạo chân khí không bị người phát hiện là được, trước đó còn chơi qua rượu thuốc kia kìa. Trác Phong suy nghĩ một chút, nói. Hoàng thành bán tốt nhất là thần nguyên hoàn có thể để người ta khôi phục thần lực. Thần nguyên đan phiên bản đơn giản hóa, bởi vì quá nhiều người dùng, giá cả rất thấp. Một thần tệ có thể mua 10 viên, cơ bản muốn mua bao nhiêu có thể mua bao nhiêu, không hạn chế số. Lượng, mỗi tu luyện giả, bình thường đều sẽ chuẩn bị vài chục trên trăm viên, hiệu quả kém xa thần nguyên đan, nhưng cũng có thể để cho người ta ở thời điểm nguy hiểm khôi phục khí lực nhanh chóng. Là nó. Trương Huyền gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch. Tiện nghi, chi phí thấp, mới có thể đối mặt đại chúng, đối mặt người bình thường. Chỉ đi cấp cao, nhiều nhất kiếm tiền, muốn đạt được biết ơn, khẳng định là không làm được. Cho nên Mỹ Dung Đan, vẫn như cũ đi làm, chinh phục cao cấp, chinh phục nữ nhân, thần nguyên hoàn mà nói, là nghĩ biện pháp chinh phục người bình thường, làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Bất quá tỷ lệ thiên đạo chân khí cũng phải nắm tốt. Trong Mỹ Dung Đan, có thể để vào một tia thiên đạo chân khí, trong thần nguyên hoàn, 1% chân khí là được, muốn là có hiệu quả, không cần thiết rõ ràng như vậy. Bằng không đồ vật cao cấp sẽ không có cách nào bán. Hơn nữa thằng đầu ân, mễ đấu cửu. Giá rẻ, bán hiệu suất quá cao, không những không thể lôi kéo nhân tâm, ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, dẫn tới đại động can qua. Bất cứ chuyện gì cũng phải nắm chắc một hạn độ, nắm giữ tốt, mới có thể cân nhắc thiên hạ. Đa tạ. Trương Huyền khẽ mỉm cười, nhìn về phía Trác Phong nói. Lần này may mắn mà có Trác Phong hỏi thăm, nếu không, làm một người từ ngoài đến, căn bản không biết những thứ này. Vẫn là câu nói kia, nếu như Trương Sư có dặn dò, mở miệng là được, ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp, sẽ không lùi bước. Trác Phong nói. Thật là có sự tình làm phiền ngươi thoáng cái, ta muốn lượng lớn thu mua thần nguyên hoàn, số lượng càng nhiều càng tốt, nếu như Trác tướng quân có rảnh rỗi, liền giúp ta một tay. Trương Huyền nói, cái này đơn giản, hàng năm quân doanh đều phải thu mua, ta có thể tìm các thương nghiệp buôn bán, hơn nữa giá cả tuyệt đối rẻ nhất. Trác Phong cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Trương Huyền gật đầu, bây giờ ngươi đi thu thập. Càng nhiều càng tốt, mặc kệ bao nhiêu ta đều muốn, đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng. Tốt, chuyện này giao cho ta, người yên tâm. Mặc dù không biết vị trước mắt này muốn làm gì, nhưng nếu đã nói như vậy, đương nhiên sẽ không nói nhiều, xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa rời đi, Trương Huyền tìm tới Tề Linh Nhi và Tôn Cường. Hiện tại dặn dò hai người các ngươi một chuyện. Trương Thiếu Thiếu gia mời nói. Hai người đồng thời khom người. Trương Huyền nói. Thứ nhất, tìm thần nguyên đan hạ phẩm, số lượng không dưới 1 vạn viên. Ta muốn luyện chế toàn bộ thành Mỹ Dung Đan,
tiếp đó tiêu thụ ra, tận khả năng áp súc thời gian ở trong 7 ngày. Chuyện này, ta đi làm, 1 vạn viên thần nguyên đan, ở Dã Minh Thành không có khả năng hoàn thành, nhưng ở Hoàng Thành, nửa ngày liền có thể mang tới. Tề Linh Nhi gật đầu. Còn bán ra, gia chủ nói đều muốn, nhưng 1 vạn viên thực sự quá nhiều, đoán chừng Tề gia cũng ăn không hết, nhưng không sao, hiện tại Tề gia cho ta quyền lợi, chỉ cần nghiêm túc đi làm, 7 ngày, 1 vạn viên tiêu thụ không được, nhưng vượt qua 1/2, vấn đề không lớn. Ở địa phương nhỏ như Dã Minh Thành, cũng có thể hô phong hoán vũ, giờ phút này đi vào Hoàng Thành, lại lấy được lão tổ công nhận, nắm giữ. Quyền lợi và giao thiệp, 1 vạn viên thần nguyên đan, 1 vạn viên Mỹ Dung đan, thoạt nhìn là nhiệm vụ khó khăn, nhưng hoạt động tốt mà nói, sẽ không quá khó. Chỉ cần thời gian không quá căng liền tốt. Còn nữa, nghĩ biện pháp thu mua bình ngọc, phải đẹp mắt, hơn nữa giá cả thấp, có thể chứa đựng dược vật, không tỏa ra linh khí, đồng dạng số lượng càng nhiều càng tốt. Chuyện này cũng trong 7 ngày làm tốt. Mặt khác, chiếu theo quan hệ của Tề gia các ngươi, triệu tập nhân vật nổi tiếng cùng người bình thường trong Hoàng Thành, ít nhất 10 vạn, ta cần một sân bãi lớn, 7 ngày sau có thể dùng. Trương Huyền nói, muốn trong thời gian ngắn phát triển dược vật ra ngoài, dược hiệu bùng nổ, hình thành danh tiếng, chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là dùng phương pháp nhanh nhất tuyên truyền. Mà triệu tập người lại, giống như trước đó Tề Linh Nhi ở Dã Minh Thành làm, hiện trường đi làm cho tất cả mọi người tận mắt thấy, hiệu quả. Đương nhiên sẽ lớn nhất. Chuyện này ta lập tức đi làm. Tề Linh Nhi gật đầu. Đổi lại trước đó, nàng khẳng định không làm được, hiện tại có được gia chủ và lão tổ công nhận, có thể sử dụng tài nguyên sẽ càng ngày càng nhiều, trong 7 ngày làm được điểm ấy, không khó. Thấy nàng đồng ý, Trương Huyền nhìn về phía Tôn Cường. Chuyện thứ hai người tới làm, ở trong thành thuê 100 cửa hàng, không nên quá lớn, mỗi một gian 10 mét vuông, có thể cho người ở là được, tất cả đều sửa chữa thống nhất, tên gọi. Trương Huyền chế dược. Trương Huyền chế dược. Khóe miệng Tôn Cường co giật. Tên này cũng quá tầm thường đi, không có cao đại thượng chút nào. Muốn lưu truyền rộng rãi, làm cho tất cả mọi người ghi nhớ, đây là phương pháp đơn giản nhất, chỉ cần lưu truyền ra, tự nhiên đều sẽ biết tên của ta. Thấy biểu lộ của hắn, biết nghĩ cái gì, Trương Huyền giải thích nói. Nếu đối mặt là người sử dụng cấp thấp, tự nhiên càng đơn giản càng tốt, làm quá phức tạp, ngược lại để cho người ta không nhớ. Trương Huyền chế dược, thoạt nhìn tầm thường, trên thực tế chỉ cần trải rộng ra, nhất định có thể dẫn tới náo động cực lớn, đến lúc đó, có danh khí, nguyện lực cũng có thể thu thập. Càng quan trọng hơn là, một khi danh khí truyền đi, Lạc Nhược Hy hoặc Lạc Thất Thất biết, có lẽ sẽ trước thời hạn tới tìm kiếm, mạnh hơn mình chẳng có mục đích đi tìm rất nhiều. Những cửa hàng này, trang trí thêm vào tìm kiếm, đều phải trong 10 ngày hoàn thành, có thể làm được hay không? Trương Huyền nhìn qua. Cái này. Tôn Cường co rụt cái cổ lại, cắn răng. Được. 100 cửa hàng, trong 10 ngày hoàn thành, tương đương với mỗi ngày 10 nhà, độ khó thực sự quá lớn, chẳng qua chỉ cần có tiền, tìm môi giới, hoàn thành không khó lắm. Rất tốt, nắm chặt thời gian đi làm đi. Chẳng muốn nói thêm nữa. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Tề Linh Nhi và Tôn Cường đồng thời đi ra ngoài, chỉ chốc lát biến mất ở. Trước mắt, nắm giữ danh khí, chẳng khác nào nắm giữ vô số nguyện lực. Hiện tại ta muốn làm là, nghĩ biện pháp ở trong U Hồn Trì lưu lại linh hồn ấn ký của mình. U Hồn Trì của Càn Khôn Đế Quân quá mức cao cấp, ta khẳng định không cần đến, cũng không thể đi dùng, nhưng U Hồn Trì của U Hồn Hoàng Thành ngược lại có thể đi nhìn một chút. Trương Huyền cười một tiếng, đứng dậy ra ngoài. An bài mọi người đi làm việc, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi. Việc cấp bách là lưu lại ấn ký ở U Hồn Trì, nếu không coi như danh khí ra, cũng không có khả năng tẩm bổ linh hồn, để hồn lực trở nên mạnh mẽ. U Hồn Trì ở trong U Hồn Điện, chuyện này thời điểm đọc sách ở danh sư đường đã biết, vị trí cụ thể cũng rõ ràng, hiện tại vừa vặn có thời gian, vậy thì đi qua nhìn một chút. Đi ra tiểu viện, thẳng tắp đi tới U Hồn Điện. Sau 2 canh giờ, một cung điện cực kỳ rộng lớn xuất hiện ở trước mắt. U Hồn Điện trọng địa, người ngoài không được tự tiện xông vào. Vừa tới trước mặt, 2 hộ vệ liền ngăn ở phía trước. Ta muốn đi U Hồn Trì một chuyến,
không biết có thể không? Trương Huyền khẽ mỉm cười. Đi vào U Hồn Trì, có hẹn trước hay không? Đi thăm viếng người nào? Một hộ vệ nhíu mày hỏi. Hết chương 3807. Chương 3808. U Hồn Trì. Không phải thăm viếng người nào, mà là muốn lưu ý niệm, sưu tập nguyện lực. Trương Huyền nói. Hộ vệ tràn đầy nghi hoặc. Nguyện lực cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp nhận, hơn nữa không có công lao, sẽ không có tư cách. Bất quá người thật muốn đi làm mà nói, U Hồn Điện sẽ không cự tuyệt, cần giao nộp 1 vạn thần tệ. 1 vạn. Trương Huyền gật đầu. Tốt. Trước đó Tề gia chủ cho tiền, Tề Linh Nhi 1 hào không lưu đưa hắn, đối với những người khác mà nói, 1 vạn thần tệ, vô cùng có khả năng táng ra bại sản, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn có thể tùy tiện lấy ra. Lấy thẻ giao tiền, ở dưới đối phương dẫn dắt, đi vào đại điện. U Hồn Trì ở chỗ sâu nhất của cung điện, lực lượng hoàn toàn khác biệt Nguyệt Thanh Trì, đứng ở trong đó, để cho linh hồn người ta dịu dàng, dường như có lực lượng không biết tên từ nơi xa kéo đến, không ngừng tẩm bổ. Bất quá muốn hấp thu cỗ lực lượng này, lại giống như diều bị đứt dây, không thể nào nắm được. Đây là U Hồn Trì, nếu như muốn lưu lại ấn ký mà nói, nhỏ máu tươi lên tấm bia đá là được. Hộ vệ chỉ. Trương Huyền nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh U Hồn Trì đứng sừng sững một bệ đá không lớn, phía trên điêu khắc hoa văn đặc thù, tựa như tế đàn tế tự. Có chút giống tế đàn của dị linh tộc, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Không biết linh thần là ai, nhưng chuyên môn hỏi thăm qua, thần giới người nào am hiểu tế tự, lấy được kết quả là cường giả U Hồn Thiên. Vốn cho rằng có liên quan với linh thần, nhưng nhìn thấy hoa văn trước mắt, Trương Huyền nhìn không được lắc đầu. Mặc dù có chút giống, nhưng ở cấu tạo và nội dung lại hoàn toàn khác biệt, không thuộc về cùng một hệ thống. Xem ra nơi này không quan hệ gì tới linh thần. Đang muốn đi tới trước bệ đá, rót máu tươi vào trong đó, lưu lại ấn ký, chỉ thấy ao nước trước mắt sôi trào, vô số hư ảnh đung đưa. Những hư ảnh này, có lớn có nhỏ, lớn cao chừng 1 trượng, nhỏ thì không hơn ngón cái, rậm rạp chẳng chịt chừng mấy ngàn vị, kèm theo ao nước sôi trào mà không ngừng nhảy lên. Trước đó ở trên không cảm nhận được lực lượng đặc thù tùy ý chút xuống, như ánh mặt trời chiếu sáng, hư ảnh cao trở nên càng thêm ngưng thực, nhỏ không ngừng lay động, giống như ánh nến sáng tối chập chờn. 3. Một hư ảnh lớn chừng ngón cái phá vỡ, biến mất ở trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Trương Huyền nghi hoặc. Những hư ảnh lớn kia, là bởi vì nhiều người tưởng niệm, nguyện lực nhiều mới hình thành, nhỏ, khả năng chỉ có người nhà bằng hữu. Kèm theo thời gian trôi qua, những người này vẫn lạc, không có người tưởng nhớ, tự nhiên sẽ dập tắt. Hộ vệ nhìn qua, lắc đầu. Thực ra hàng năm không ít người tiêu phí đánh đổi lớn lưu lại ấn ký ở. Đây, hy vọng về sau chết rồi, có thể lần nữa phục sinh, đáng tiếc người chết như đèn diệt, thật muốn chết rồi, lại có mấy người có thể ghi nhớ. Không phải cốt nhục thân nhất, nguyện lực rất ít sinh ra. Cho nên trừ khi đặc biệt có tiền. Nếu không coi như lưu lại ấn ký, cũng không cách nào phục sinh. Nếu không thần giới người người không chết, còn không phải sớm kín người hết chỗ. Trương Huyền rất tán thành. Ân tình, biết ơn, đều là ngắn ngủi, ai có thể ghi nhớ cả đời. Như rất nhiều tác giả truyện online ở tiền thế, mấy ngày không ra chương mới, người đọc sẽ quên ngươi. Không nhớ được, nguyện lực càng ngày càng ít, duy trì đã rất khó, chớ. Nói chi là ngưng tụ thành hình. Cho nên cái gọi là phục sinh, cũng chỉ là một loại an ủi trong lòng mà thôi, toàn bộ thần giới, không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng có thể. Thành công, là đếm được trên đầu ngón tay. Hư ảnh cao lớn nhất kia là ai? Xem ra đã sắp ngưng tụ thành hình. Trong lòng cảm xúc, nhìn về phía hư ảnh cao nhất trong nước hồ. Lớn chừng ngón cái là yếu không chịu nổi, sớm muộn sẽ tiêu tán. Nhưng cái này cao to vượt qua 1 trượng, khẳng định có thể ngưng tụ thành hình, thật không biết là vị tiên hiền nào, có thể được tế tự và tôn sùng như vậy, hội tụ ra loại hình dạng này. Cụ thể là ai, ta thực sự không biết, đại khái hơn 40 năm trước đột nhiên xuất hiện, thấy không rõ hình dáng, cũng không có thần linh đối ứng, cho nên cho dù là chúng ta cũng không rõ ràng. Hộ vệ lắc đầu, không biết là người nào, cũng có thể hội tụ nguyện lực. Trương Huyền sửng sốt. Nguyện lực là căn cứ người tưởng niệm hắn, mà xuất hiện,
chỉ cần trong lòng có hắn thì sẽ tồn tại, người ngoài không biết cũng không kỳ. Lạ, dù sao không ít linh hồn hội tụ hơn ngàn năm, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể nhớ. Hộ vệ nói, Trương Huyền gật đầu, đi vào trước mặt bệ đá, cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu tươi bay ra. Vù, huyết dịch vừa tiếp xúc bệ đá, lập tức tạo nên sóng năng lượng, dọc theo hoa văn trên bệ đá cấp tốc lan ra, ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy linh hồn mình hình như cùng thứ gì nối liền, trong nước bất ngờ toát ra một hư ảnh còn muốn nhỏ hơn ngón cái. Đây là ấn ký của ta. Trương Huyền dở khóc dở cười. Vừa mới hội tụ, có thể lớn như vậy, xem như không tệ. Hộ vệ liếc mắt nhìn nói. Người bình thường vừa lưu lại ấn ký, ở trong u hồn chỉ là không cách nào hình thành nguyện lực, vị trước mắt này, vậy mà trực tiếp nắm giữ. Lớn chừng ngón cái, chứng minh đã có không ít người nghĩ đến hắn. Chẳng lẽ vừa mới hội tụ còn có nhỏ hơn? Trương Huyền hỏi. Phần lớn đều nhỏ cái này, không ít mắt thường không thể thấy được, ta ở đây làm nhiệm vụ hơn 20 năm. Bái kiến lớn nhất chính là Bạch Ích Thần Vương 10 năm trước chết đi. Ở trong linh khí thủy triều bị giết, rất nhiều thuộc hạ lưu lại đồ vật của hắn, bỏ vào trong ao, lập tức xuất hiện một hư ảnh lớn chừng bàn tay. Hộ vệ nói, khiếp sợ không ít người a. Vị Bạch Ích Thần Vương này rất được người kính yêu. Trương Huyền nói, cũng không phải, thân là thần vương, khẳng định có không ít thuộc hạ mạnh mẽ, không nói cái khác, chỉ những người này. Liền có thể sinh ra nguyện lực rất lớn. Hộ vệ nói, chẳng lẽ nguyện lực sinh ra, có quan hệ tới thực lực người tưởng niệm hắn có cường đại hay không? Tự nhiên có quan hệ, thực lực càng mạnh, tuổi thọ càng dài, thời gian duy trì tưởng niệm tự nhiên cũng càng dài, sinh ra nguyện lực khẳng định sẽ càng lớn. Tình huống bình thường thần linh, thiên thần, thần vương. Sinh ra nguyện lực là tăng lên gấp trăm lần. Hộ vệ cười cười. Trương Huyền giật mình. Tuổi thọ không giống, thực lực khác biệt, sinh ra nguyện lực làm sao có khả năng giống nhau. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, nhân dĩ quần phân, người tu vi càng cao, càng dễ dàng phục sinh, cũng không phải danh khí lớn, nhiều người nhớ, càng quan trọng hơn là, có quan hệ đều là cao thủ, bọn họ một người tưởng niệm, liền chống đỡ trên trăm, hơn ngàn người yếu. Hiệu suất tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Người cũng xem như không tệ, lớn chừng ngón cái. Chứng minh không chỉ có thần linh, còn có cường giả thiên thần ghi nhớ, sinh ra nguyện lực. Hộ vệ cười cười. Lớn chừng ngón cái, thoạt nhìn không tính là gì, nhưng người tưởng niệm vị này, nhất định xuất hiện cường giả thiên thần, nếu không không có khả năng có nguyện lực cường đại như vậy. Thiên thần. Trương Huyền gật đầu. Tề Linh Nhi, Trương Giáp đều là thiên thần, một trung tâm vì mình làm việc, một cái khác là thú sủng, khẳng định đều có thể sinh ra nguyện lực. Cảm nhận được lực lượng trong u hồn trì và linh hồn mình nối liền một chỗ, quả thực có thể để cho nó chậm chạp tiến bộ, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ôm quyền rời khỏi. Đi ra đại điện, một hộ vệ đi vào, nhìn về phía đồng bạn tò mò hỏi. Vị vừa tới thế nào? Lớn chừng ngón cái mà thôi, đoán chừng không đến nửa năm sẽ tự. Đồng tiêu tán. Hộ vệ thứ nhất hừ một tiếng. Có thể kiên trì nửa năm đã coi như không tệ. Vị thứ hai nói, là không tệ, nhưng người còn chưa chết, liền muốn phục sinh. Không có một chút cố gắng và tinh thần lang bạt, ta cũng xem thường, làm sao có người tưởng niệm, khâm phục. Hiện tại là có nguyện lực, đoán chừng là một ít người thân không biết, một khi biết tin tức, khẳng định sẽ lập tức dập tắt. Vị hộ vệ thứ nhất nói, này cũng phải. Hộ vệ thứ hai gật đầu. Thần giới cường giả vi tôn, tôn trọng lực lượng, thực lực mạnh mãi mãi sẽ nhận những người khác khâm phục. Nếu như ngươi là cụ già thì thôi, thanh niên chừng 20 tuổi, còn có rất nhiều tuổi thọ có thể sống, liền sợ chết lưu lại linh hồn ấn ký, vừa nhìn liền biết là đồ hèn nhát, làm sao đạt được người khác thành tâm tin tưởng và nghe theo. Coi như hiện tại có thể sinh ra hư ảnh, không bao lâu cũng sẽ dập tắt. Đi thôi. Cảm xúc một tiếng. Hộ vệ thứ nhất không nói thêm lời, vừa định rời khỏi, chỉ thấy ao nước trước mắt đột nhiên đung đưa. Hai người dừng bước nhìn sang. Chỉ thấy thanh niên kia lưu lại hư ảnh không ngừng lay động, kích thước không lớn, lại chấn động ao nước cuồn cuộn không ngớt. Đây là... Nghi ngờ phút chốc, hộ vệ thứ nhất giống như nhớ ra cái gì đó, đồng tử. Co rụt lại.
có càng nhiều người tưởng niệm hắn hơn, nguyện lực vọt tới nhiều hơn nữa. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là nguyện lực tưởng niệm đối phương càng ngày càng nhiều. Lời còn chưa dứt, hư ảnh lớn chừng ngón cái chấn động mạnh một cái, biến thành lớn chừng bàn tay, hơn nữa hư ảnh càng thêm ngưng thực, lực lượng thuần chất. Tuy rất nhiều người tưởng niệm, nhưng phần lớn đều là thần linh, hiệu quả không lớn. Dù không rõ vì sao những nguyện lực này lâu như vậy mới đến, nhưng căn cứ độ tinh thuần và nhiều ít đến xem, người tưởng niệm đối phương phần lớn là thần linh, hơn nữa đều là thần linh ở tầng thấp nhất, thiên thần rất ít, tuy có hiệu quả tiến bộ, nhưng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa thời gian duy trì không dài, rất nhanh liền có thể tiêu tán. Lời còn chưa dứt, hư ảnh lớn chừng bàn tay lần nữa điên cuồng bạo tăng, mắt thường có thể thấy được tăng thêm. Đây là cường giả thần vương tưởng niệm. Đồng tử của hộ vệ thứ nhất co rụt lại. Đối phương chỉ là thiên thần hạ phẩm, làm sao lại nhận được cường giả thần vương tưởng niệm. Hô hô, hư ảnh lần nữa tăng thêm. Lại có hai thần vương. Hộ vệ thứ hai cũng bối rối. Ba thần vương đồng thời sinh ra nguyện lực, người này thật chỉ là thiên thần hạ phẩm. Hộ vệ thứ nhất cắn chặt răng, không ngừng run rẩy. Vừa nói có tiền đốt. Ấn ký này không đến nửa năm khẳng định sẽ biến mất, nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong chớp mắt liền có vô số thần linh cùng với ba thần vương sinh ra tưởng niệm. Hư ảnh lần nữa bạo tăng, lớn giống như người thật. Hai hộ vệ nhìn nhau, thân thể không ngừng run rẩy, giống như gặp được chuyện khó tin, không biết qua bao lâu, âm thanh lẩm bẩm từ trong yết hầu chậm chạp phun ra. Đây là nguyện lực của thần vương phong hào. Hết chương 3808. Chương 3809 là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính. Thần vương phong hào, tuy cũng là thần vương, nhưng vâng mệnh trời, nhận lệnh với đế quân, trưởng khống một phương thiên địa, tuyệt đối không phải thần vương phổ thông có thể so sánh. Luận thực lực mà nói, coi như cái trước đứng tại chỗ không nhúc nhích, người sau cũng khó có khả năng chém giết. Tựa như sâu kiến và nhân loại, không phải số lượng có thể bù đắp. Nguyên nhân chính là như vậy, một phương thế lực, nắm giữ thần vương phong hào mới coi như chân chính vĩnh thịnh không suy, mặt khác thì không tính đỉnh tiêm. Có thể để cho loại cường giả này sinh ra nguyện lực, tối thiểu nhất cũng là cường giả cùng cấp bậc, thậm chí. Đế quân, ba thần vương, một vị thần vương phong hào, chẳng lẽ người trẻ, tuổi bề ngoài xấu xí kia, không phải thiên thần phổ thông, mà là siêu cấp đại lão tung hoành chư thiên. Bất kể là ai. Cũng không phải chúng ta có thể thảo luận. Hộ vệ thứ nhất run run nói. Trước đó còn cảm thấy đối phương tham sống sợ chết, có chút xem thường, lúc này mới rõ ràng, căn bản không ở một thế giới, tự nhiên không thể hiểu mục đích và cách làm của đối phương. Hắn, tên gì? Hộ vệ thứ hai hỏi. Hộ vệ thứ nhất ngẩn ngơ. Ta cũng không biết. Vốn cho rằng chỉ là thiếu gia có tiền, tham sống sợ chết, nên chẳng muốn hỏi thăm. Dù sao loại hư ảnh này, không bao lâu sẽ tiêu tán, hỏi hay không đều không quan trọng, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là nhân vật cường đại như thế. Chuyện này trước đừng tiết lộ, nếu không chúng ta có khả năng đầu rơi xuống đất. Hộ vệ thứ hai gật đầu. Vâng. Hộ vệ thứ nhất gật đầu. Loại cường giả này, đã không phải là bọn họ có tư cách tiếp xúc, vạn nhất xảy ra biến cố gì, làm không cẩn thận, đầu người sẽ không bảo đảm được. Rời khỏi U Hồn Điện, Trương Huyền cảm thấy hấp thu nguyện lực tăng cường không ít, dường như có tiến triển cực lớn, suy nghĩ trở nên nhanh nhẹn, trước đó lực lượng linh hồn giam cầm ở thiên thần hạ phẩm, cũng loáng thoáng có xúc động muốn đột phá. Quả nhiên tác dụng rất lớn. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Dựa theo phương thức tu luyện trước đó, muốn linh hồn đột phá đến thiên thần trung phẩm, khả năng cần ít nhất mấy năm, mà bây giờ, nhiều nhất mấy tháng. Nói cách khác. Lưu lại đạo ấn ký này, hấp thu nguyện lực, để linh hồn hắn tiến bộ thoáng cái tăng hơn 10 lần. Có thể đoán được, thu được nguyện lực nhiều hơn nữa, linh hồn xung kích thần vương cảnh cũng không có khó khăn như vậy. Khó trách Trác Phong vô cùng tôn sùng, loại phương pháp này, quả. Nhiên mạnh mẽ đáng sợ. Tất cả mọi chuyện đều an bài những người khác đi làm, Trương Huyền rất nhàn rỗi. Mỗi ngày trừ tu luyện linh hồn, thì đi danh sư đường một vòng. Thuận tiện giảng bài, giảng giải một ít kiến thức. Truyền thụ cho không ít học sinh,
có điều không có hình thành thiên đạo chi thư. Có lẽ giống như trước đó ở Thượng Thương phỏng đoán, phương thế. Giới này không có hệ thống danh sư nghiêm khắc, đối với sư đạo kính sợ còn kém một ít, trừ khi là có đại ân cứu mạng. Nếu không, muốn hình thành, không dễ dàng như vậy. Bất quá không có hình thành thiên đạo chi thư, nhưng người cảm kích càng ngày càng nhiều, danh khí cũng lớn không ít, kèm theo nguyện lực tăng thêm, tốc độ linh hồn tiến bộ càng lúc càng nhanh. Ngày thứ năm, tựa như gà con lột xác, cuối cùng đột phá thiên thần hạ. Phẩm đỉnh phong, tấn cấp đến thiên thần trung phẩm. Linh hồn đột phá, thân thể cũng đạt tới thiên thần thượng phẩm đỉnh phong, ủy thác Tề Linh Nhi mua đủ thần nguyên đan thượng phẩm, thuận lợi xung kích thiên thần trung phẩm. Thần nguyên đan thượng phẩm, hữu hiệu với cường giả thần vương, tình huống bình thường, hầu như mua không được, nhưng có trải qua trước đó, Tề gia gia chủ biết đằng sau Tề Linh Nhi có một vị đế quân. Ủng hộ, tất cả bật đèn xanh, nguyên bản dược vật khó mà mua được, không những dễ dàng, còn hàng đẹp giá rẻ. 7 ngày thoáng một cái đã qua. 10.000 viên Mỹ Dung Đan, Tề gia thu lại 10.000 viên, bán ra 60.000 viên, chẳng qua toàn bộ hoàng thành hẳn là đến cực hạn. Không dễ. Giang bán ra nữa. Tề Linh Nhi ôm quyền. Mỹ Dung Đan bị giới hạn giá cả, cho dù hiệu quả tốt, đối với tu luyện giả bổ ích lại lớn, nhưng số lượng có thể bán ra cũng có hạn. Rất tốt. Trương Huyền gật đầu. Trong thời gian ngắn như vậy, bán ra số lượng này đã ngoài ý muốn, Trương Huyền hết sức hài lòng. 7.000 viên, mỗi viên 1.500 thần tệ, tính toán ra là 1.050 vạn. Cho dù là u hồn hoàng thành, có thể thoáng cái lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng sẽ không vượt qua 20 nhà. Ngắn ngủi 7 ngày, từ hoàn toàn không có mấy xu, biến thành một trong 20 người giàu có nhất hoàng thành. Cho dù Tề gia nắm giữ thần vương phong hào, cũng làm không được. Có thể nói, trong 7 ngày ngắn ngủi, cái tên Trương Huyền này, ở trong hoàng thành danh tiếng thịnh nhất, ai cũng không cách nào thay thế. Còn triệu tập người, ta sớm đã truyền tin tức xuống, theo tin tức báo, không chỉ người hoàng thành, toàn bộ u hồn thiên thậm chí cường giả. Phương khác cũng tới không ít, sân bãi là quảng trường lớn nhất ở nội thành. Tề Linh Nhi tiếp tục nói. Nhớ tới mấy ngày nay rầm rộ, liền không nhịn được âm thầm líu lưỡi. Đổi lại những người khác, cho dù là lão tổ Tề gia của bọn họ triệu hoán, cũng khó có khả năng trong mấy ngày ngắn ngủi. Đến nhiều cao thủ và cường giả như vậy, nhưng vị trước mắt này lại làm được. Cũng không phải lực hiệu triệu mạnh, mà là Mỹ Dung Đan trải qua mấy ngày lên men, đã vang vọng toàn bộ thần giới. Nữ nhân dùng, có thể làm đẹp, nam nhân dùng, chữa trị ám thương, tăng lên thiên phú, thậm chí tấn cấp. Hiệu quả trị liệu của loại đan dược này, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Đương nhiên, sở dĩ danh tiếng bùng nổ, ngoài Tề Linh Nhi và Tề gia toàn lực cổ động. Càng quan trọng hơn là, 4 ngày trước phát sinh một việc. U hồn thiên, một lão giả tu vi thiên thần hạ phẩm, thọ nguyên tiếp cận đại nạn, ngay cả hậu sự cũng chuẩn bị kỹ càng, thời điểm sắp tắt thở, một hậu bối không biết từ nơi nào mua được một viên Mỹ Dung Đan cho hắn ăn, coi như hiếu kính lần cuối. Kết quả tinh thần khôi phục, tuổi thọ kéo dài. Mặc dù không biết kéo dài bao nhiêu, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bởi vì thọ nguyên đến mà vẫn lạc. Chuyện này khi đó không ít người tận mắt nhìn thấy, tin tức thoáng cái tiết lộ ra, không cách nào ngăn chặn được. Làm đẹp, chữa trị ám thương, tăng lên thiên phú. Sẽ để cho người ta động tâm, nhưng đối với không ít cường giả mà nói, tác dụng đã không lớn, nhưng tuổi thọ tăng thêm, đối với bất luận người nào, đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, Mỹ Dung Đan mới có thể bán ra hơn 2.000 viên so với dự tính. Bất quá để nhiều cường giả, cùng với rất nhiều thế lực như vậy chạy tới, Mỹ Dung Đan chiếm ảnh hưởng rất lớn, lại không phải tính quyết định là. Trương Huyền để Tề Linh Nhi tản ra tin tức. Người luyện chế Mỹ Dung Đan, không chỉ ở hôm nay bán ra một loại đan dược chữa thương giá rẻ, hiệu quả trị liệu tốt hơn, còn sẽ đồng thời bán một loại phá chướng đan nhằm vào tu luyện giả. Loại đan dược này, mặc kệ là thiên thần cảnh, hay thần linh cảnh, chỉ cần đến đỉnh phong, sau khi dùng, có thể lập tức tăng thêm 50% tỷ lệ đột phá. Phá chướng đan phổ thông, có thể tăng thêm 20%, đã như linh đan diệu dược, để vô số người điên cuồng, tăng thêm 50%.
lại thêm một ít năng lực của tu luyện giả, trên cơ bản chỉ cần uống thuốc, đột phá đã thành kết cục đã định. Nếu như tin tức là thật, loại thuốc này sức hấp dẫn quá lớn, vượt xa Mỹ Dung đan. Lực trùng kích của kéo dài tuổi thọ cũng không có lớn như vậy. Giữa thần linh và thiên thần là khoảng cách cực lớn, không chỉ thực lực chênh lệch lớn, càng quan trọng hơn là tuổi thọ chênh lệch gấp 10 lần. Có thể tăng thêm 50% tỷ lệ, tương đương với để người không có cơ hội đột phá, có tỷ lệ vượt qua hơn phân nửa, đổi lại người nào, chỉ sợ cũng phải hết toàn lực thử một chút. Mấu chốt nhất là, không có tác dụng phụ, không ảnh hưởng tu luyện sau này. Cho nên tin tức truyền ra, vô số cường giả xô trào. Nếu như không có hiệu quả trị liệu thần kỳ của Mỹ Dung Đan, tất cả mọi người sẽ cảm thấy, đây là loè người, nhưng có tấm gương ở phía trước, tuy có nghi ngờ, nhưng càng nhiều người là tin tưởng. Nên người tới càng ngày càng nhiều, thời gian không dài, lại có vô số cường giả cam tâm tiêu phí giá tiền rất lớn chạy tới. Tới càng nhiều càng tốt. Mấy ngày nay hắn cũng chú ý, biết Tề Linh Nhi làm rất tốt, thậm chí còn lớn hơn hắn tự mình ra tay. Trương Huyền cười cười, nhìn về phía Tôn Cường. Bên ngươi thế nào rồi? Tôn Cường trả lời. Bẩm thiếu gia, 100 cửa hàng đã toàn bộ trang trí xong xuôi, Trác Phong tướng quân cũng giao cho ta thần nguyên hoàn, số lượng vượt qua 300 vạn viên. Còn có thiếu gia lần trước yêu cầu mua sắm bình ngọc, cũng đều chuẩn bị xong. 7 ngày, mỗi ngày ngủ không cao hơn 2 canh giờ, tuy mệt mỏi, nhưng thành tựu lại cực lớn. Bên Tề Linh Nhi bán ra Mỹ Dung Đan, bên này không thiếu tài chính, tìm cửa hàng cũng dễ dàng hơn rất nhiều, nếu không thời gian ngắn như. Vậy, đừng nói 100, 10 nhà cũng rất khó. Nói xong đưa qua chữ vật giới chỉ chứa đựng đan dược và bình ngọc. Trương Huyền nhìn lướt qua, nhìn không được gật đầu. Phá chướng đan nhằm vào người cấp cao, Mỹ Dung Đan là của người trung cấp, mà những thần nguyên hoàn này, chính là nhằm vào tu luyện giả bình thường nhất của thần giới. Những người này, chỉ là thần linh phổ thông, thậm chí có rất nhiều ngay cả thần linh cũng không phải, sinh ra nguyện lực rất ít, nhưng số lượng thực sự quá lớn. Chỉ cần có thể đả thông thị trường này, làm cho tất cả mọi người biết tên mình. Nguyện lực khẳng định sẽ điên cuồng vào tới, trực tiếp giúp hắn đột phá thiên thần trung phẩm, xung kích thượng phẩm, thậm chí thần vương, cũng sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Lúc trước Khổng sư, hẳn là mượn loại phương thức này, mượn danh sư Đường, mới trở thành thiên túng đại đế, phá vỡ ràng buộc của cửu thiên cửu đế. Đi quảng trường đi, lại hỏi thăm vài câu, thấy sự tình yêu cầu hai người toàn bộ làm thỏa đáng, không có lưu một chút sơ suất. Lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật đầu nói. Đám người theo sát, ngồi thần thú phi hành, cấp tốc bay về phía quảng trường. Người đã tề tự, tất cả đều chuẩn bị ổn thỏa, là thời điểm biểu diễn kỹ thuật chân chính. Chỉ cần trang tốt. A hát phi. Chuyện của danh sư, sao có thể nói là trang. Chỉ cần biểu hiện tốt, hoàn mỹ phát huy ra mình muốn biểu hiện, từ nay về sau, cái tên Trương Huyền này nhất định vang vọng toàn bộ U Hồn Thiên, thậm chí thần giới cũng sẽ từ từ truyền ra. Lạc Nhược Hy, nếu ta tìm không thấy ngươi, vậy sẽ đứng ở điểm cao nhất, đứng ở địa phương chói mắt nhất để ngươi tới tìm ta. Hết chương 3809. Chương 3810. Bắc Đường Tuya. Quảng trường lớn nhất U Hồn Hoàng Thành, thời gian ước định còn chưa tới, nhưng đã người đông nghìn nghịt, trước đó Trương Huyền cho rằng 10 vạn chính là cực hạn. Nhưng cục diện trước mắt vượt xa con số này. Trên quảng trường trừ đài cao đã sớm xây dựng tốt, khắp nơi đều chất đầy người, thậm chí còn có không ít người ngồi thần thú phi hành, lơ lửng ở giữa không trung. Người tới, đoán chừng vượt xa 10 vạn A. Một lão giả áo xám ngồi ở trên lưng thần thú phi hành, nhìn đám người trước mắt, cau mày. Chỉ có thể nói lực ảnh hưởng của Mỹ Dung Đan quá lớn. Bên cạnh là một lão giả hắc y, nói tiếp. Đúng vậy, đan dược này, ta chuyên môn mua nghiên cứu qua, nhìn hình dáng, chính là thần nguyên đan hạ phẩm phổ thông, bất luận thành phần dược vật hay thủ đoạn luyện chế, đều giống nhau như đúc, nhưng chẳng biết tại sao, có công hiệu làm người ta líu lưỡi. Lão giả áo xám lắc đầu. Mỹ Dung Đan vang dội hoàng thành, hắn chuyên môn để người ta dùng tiền mua, cũng chuyên môn nghiên cứu qua, tiêu phí trọn 3 ngày. Cuối cùng cho ra kết luận là
thần nguyên đan hạ phẩm phổ thông. Lúc đó, cảm giác có phải cầu nhật hay không? Thần nguyên đan hạ phẩm, một viên thần tệ có thể mua một viên, cái đồ chơi này đắt trọn 1.500 lần. Muốn nói gạt người, nhưng thật đúng là không phải, hắn tự mình dùng, hiệu quả có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước đó bởi vì một lần ngoài ý muốn lưu lại ám thương, nhẹ nhõm loại trừ, làn da cũng tốt hơn nhiều, trẻ tuổi hơn. Sau đó lấy ra thần nguyên đan phổ thông, lại không có một chút tác dụng. Nghiên cứu chừng mấy ngày cũng không hiểu, đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này mới chuyên môn chạy tới, muốn tận mắt nhìn một chút, có thể. Luyện chế ra loại đan dược này, đến cùng là thần thánh phương nào? Ta cũng nghiên cứu qua, kết luận giống như ngươi. Lão giả Hắc Y cười khổ. Hơn nữa, theo ta được biết, không chỉ chúng ta nghiên cứu, toàn bộ. Luyện đan sư công hội của Hoàng Thành đều đang nghiên cứu, kết luận đều không sai biệt lắm, hình như công hội hội trưởng của bọn họ sắp điên rồi. Ngươi nói là luyện đan sư Chu Phong. Lão giả áo xám nhìn qua. Đúng vậy. Lão giả Hắc Y gật đầu. Chu Phong là đệ tử thân truyền của Phù Giang Thần, thuật luyện đan còn ở trên người ta, hắn cũng không nghiên cứu ra được. Lão giả áo xám có chút không tin. Phù Giang Thần, đại tông sư luyện đan nổi danh nhất thần giới, truyền thuyết đã từng giúp đế quân luyện chế qua đan dược. Đệ tử của hắn trải rộng thần giới, mỗi một người đều tên tuổi lẫy lừng, vị Chu Phong này, ở trong môn hạ cũng được tính là khá cao. Ta đã từng dạy qua một luyện đan sư, ở trong công hội của bọn họ, chính miệng nói với ta, hình như thời điểm Mỹ Dung Đan vừa hiện thế. Bọn họ liền thông qua con đường đặc thù mua 3 viên, trong đó thành phần dược liệu, hỏa hầu luyện chế, đều chuyên môn đảo ngược nghiên cứu, giống phương pháp luyện chế thần nguyên đan hạ phẩm như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Lão giả áo xám nói, đảo ngược nghiên cứu dược liệu, chính là thông qua phương pháp đặc thù, lần nữa thôi diễn ra thành phần đan dược, cùng với hỏa hầu luyện chế. Nghịch suy thành phẩm, cần nắm giữ kiến thức luyện đan cực kỳ cao minh, cho dù bọn họ muốn đi làm, cũng cần tiêu phí rất nhiều thời gian. Đúng vậy, đáng tiếc, Mỹ Dung đan này quả thực không phải thần nguyên đan, trong đó nhất định có đồ vật chúng ta không thể nhận ra. Nghe nói hội trưởng của luyện đan sư công hội cũng giống như đám người mình, không hiểu nổi đến cùng chuyện gì xảy ra, lão giả Hắc Y thở. Phào nhẹ nhõm. Ngay cả đối phương cũng không làm được, như vậy không phải chứng minh thuật luyện đan của hắn không được, mà là vị luyện đan sư luyện chế loại đan dược này thực quá cường đại. Đang cảm xúc, muốn nói cho hết lời, liền nghe lão giả áo xám nói. Mau nhìn, vị kia không phải là đại tông sư luyện đan Phù Giang Thần sao? Lão giả Hắc Y vội vàng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một thần thú phi hành xuất hiện ở cách đó không xa, trên lưng thú. Một lão giả râu hoa râm ngồi ngay ngắn, sau lưng có vài bóng người đứng thẳng, không dám ngồi xuống. Trong đó một vị cao nhất đúng là luyện đan sư Chu Phong mà bọn họ. Nói tới, là hắn. Lão giả Hắc Y tràn đầy khó tin. Lúc đầu thời điểm ta đi khắp chư thiên, từng có may mắn gặp qua một lần, nghe qua một bài giảng, phong phạm đại sư làm người ta mê mẩn. Chỉ là sao hắn lại tự mình tới? Đúng vậy. Hắn là cường giả thần vương, vậy mà đích thân đến. Chẳng lẽ hắn cũng nghiên cứu qua Mỹ Dung Đan, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Lão giả áo xám chần chờ một chút nói. Đây là lý do duy nhất hắn có thể nghĩ tới. Có khả năng, ngay cả luyện đan sư nổi danh nhất thần giới cũng không hiểu rõ. Người luyện chế ra Mỹ Dung Đan kia, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão giả áo đen lần nữa nhìn về phía đài cao, tràn đầy khó tin. Đây chính là Phù Giang Thần, cường giả thần vương, đã từng giúp đế quân luyện chế qua đan dược. Hắn cũng không hiểu rõ, người sáng tạo Mỹ Dung Đan, đến cùng là thần thánh phương nào. Nếu Mỹ Dung Đan này lợi hại như vậy, vì sao không lặng lẽ bắt đi, đoạt lấy phương pháp luyện chế? Trong đám người, một trung niên hơi nghi hoặc nhìn về phía đồng bạn. Đừng nói với ta, các ngươi lo lắng quy củ của U Hồn Thiên. Lo lắng nơi này là U Hồn Hoàng Thành, không dám ra tay. Làm đế đô của U Hồn Thiên, mặc dù quy củ của nơi này nhiều, nhưng sự tình trộm cắp cướp bóc vẫn sẽ phát sinh. Mỹ Dung Đan rõ ràng là mua bán một vốn bốn lời, hơn nữa một khi hiện thế, đoạt bát cơm của không biết bao nhiêu người, Hoàng Thành nhiều cao thủ, làm sao có thể tùy ý người này bình yên vô sự,
còn ở lại địa phương này, công khai lộ diện. Ở trước lợi ích, ai có thể quan tâm được nhiều như vậy? Đồng bạn cười khổ một tiếng. Ta phái ra mấy cao thủ lợi hại nhất, ba vị thiên thần thượng phẩm, tất cả đều không có trở về, bị tùy tiện chém giết. Ba vị thiên thần thượng phẩm cũng bị giết, vị luyện đan sư này lợi hại như vậy. Đồng tử của trung niên co rụt lại. Thiên thần thượng phẩm, ở thần giới đã coi như một phương cao thủ, ba vị cùng đi, đều bị giết, chẳng lẽ vị luyện đan sư kia là một cường giả thần vương? Cũng không phải hắn lợi hại, mà là Tề gia. Đồng bạn nói, Tề gia, đúng, cường giả thần vương Tề gia công khai buông lời, động người này chính là động đến Tề gia bọn hắn, đã từng có một vị thần vương không phục, còn chưa tới trước mặt, liền bị đánh trọng thương đuổi ra ngoài, nghe nói là vị lão tổ kia ra tay. Đồng bạn nói, lão tổ Tề gia, ngươi nói là thần vương phong hào Tề Mãnh. Sắc mặt trung niên trắng nhợt. Trước đó, còn nghĩ nếu như phương thuốc kia thật thần kỳ như trong truyền thuyết, không bằng tìm một cơ hội bắt người, ép hỏi phương thuốc. Không nghĩ tới lão tổ Tề gia đã xuất thủ. Tề Mãnh này, là nhân vật từng cùng đế quân chinh chiến thiên hạ, ở U. Hồn Thiên là số một số hai, đế quân không ra tay, không ai cản nổi. Có loại người này bảo vệ, dám tìm phiền phức, tuyệt đối là chán sống rồi. Đúng vậy, ta khuyên ngươi thu hồi tiểu tâm tư kia đi, nếu không, chết cũng không biết chết như thế nào. Đồng bạn cảnh cáo, dám bán thuốc lợi hại như vậy, nếu như không có một chút thủ đoạn tự. Vệ, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ, sớm đã bị giết. Thần giới, cho dù là hoàng thành của U Hồn Thiên, cũng không thái bình như trong tưởng tượng. Lão tổ, chuyện lúc trước đã hỏi thăm rõ ràng, quả thực là vị kia của Tề. Ra tay. Trong một phủ đệ lơ lửng giữa trời của U Hồn Thiên, một trung niên đứng ở trước gian phòng, ôm quyền nói. Tề Mãnh giống như ta, trước kia bị tổn thương, tuổi thọ sắp tận, từ. Trước tới nay không để ý tới thế sự, làm sao lại đột nhiên bảo vệ một người bán thuốc. Coi như đan dược của hắn thần kỳ, đối với thần vương phong hào mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Trong phòng vang lên một âm thanh không hiểu. Này là một vị thần vương phong hào khác của U Hồn Thiên, Bắc Đường Tuyết. Tu vi đến tình trạng như bọn họ, có rất ít chuyện có thể hấp dẫn. Tình huống bình thường đều bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, chỉ cầu có thể sống nhiều một đoạn thời gian, làm sao đột nhiên bảo vệ một người bán thuốc. Không chỉ như vậy, còn tự mình ra tay đối phó cường giả thần vương, đánh đối phương trọng thương. Làm như vậy, tương đương với đắc tội thế lực sau lưng đối phương, vô cùng có khả năng dẫn tới mâu thuẫn càng lớn. Tình huống cụ thể ta không biết, chỉ biết là, Tề gia bọn họ mua 1.000 viên Mỹ dung đan, thế hệ trẻ tuổi dùng dược vật, bất luận thiên phú hay lực, đều tăng thêm một đoạn dài. Đặc biệt là Tề Việt, nghe nói đã thăm dò đến bí ẩn của thần vương, sắp đột phá. Trung niên cung kính nói, sắp đột phá, Bắc Đường Tuyết sửng sốt, đan dược này thật thần kỳ như thế. Vâng. Trung niên khẽ đảo cổ tay, một cái hộp ngọc xuất hiện. Đây là ta chuyên môn mua sắm, mời lão tổ xem qua. Vù vù, hộp ngọc bay đi. Trong phòng, Bắc Đường Tuyết cầm đan dược ở trên đầu ngón tay, nhìn một hồi, tràn đầy không hiểu, sau đó nuốt dược vật xuống. Cái này, đồng tử của Bắc Đường Tuyết co rụt lại. Trong này có khí tức đế quân. Đế quân, trung niên sợ hết hồn. Không sai. Nếu như đoán không sai, đan dược này chỉ là thần nguyên đan hạ phẩm phổ thông, nhưng trong đó ẩn chứa chân khí chỉ đế quân mới có thể tu luyện, mới nắm giữ hiệu quả không giống bình thường. Vẻ mặt Bắc Đường Tuyết nghiêm túc. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, chân khí đế quân chân chính là càng thêm tinh thuần hơn, nhưng không có hiệu quả trị liệu ám thương. Cụ thể làm sao, khả năng còn cần gặp Tề Mãnh mới hiểu được. Hắn theo đế quân chinh chiến qua. Bái kiến cường giả đế quân ra tay. Lực lượng tinh thuần, mang theo cảm giác áp bách thiên địa. Trong đan dược này, cũng cho người ta loại cảm giác này, nhưng uy lực rõ ràng thấp hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Lão tổ muốn đi gặp vị kia của Tề gia. Trung niên sửng sốt. Đúng vậy, ta vẫn cho rằng lão gia hỏa này cái gì cũng mặc kệ, hiện tại xem ra, là ta rơi ở phía sau. Luyện chế ra loại đan dược này, cho dù không phải đế quân, khẳng định cũng có quan hệ với đế quân.
một bước rớt ở phía sau, từng bước rớt lại phía sau, không biết thì thôi, nếu đã biết, mặc kệ không hỏi, Bắc Đường gia chúng ta sẽ bị Tề gia triệt để bỏ qua, không cách nào đuổi theo được nữa. Bắc Đường Tuyết đứng dậy. Tuy không biết đan dược này luyện chế như thế nào, nhưng có công hiệu, đã nói lên là thật. Thứ ngay cả hắn cũng không thể hiểu, nhất định dính dáng tới đế quân. Dính dáng đến cấp bậc này, cho dù hắn là thần vương phong hào cao quý, cũng không dám nói nhiều, có thể nghĩ biện pháp xía vào tất nhiên là tốt nhất, nếu không, bỏ lỡ cơ hội, thật sự không còn kịp rồi. Hết chương 3810. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 172.